Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 76. Dương Diệp đi vào đỉnh núi Thiên Lang Phong, hắn có chút ngoài ý muốn. Trên đỉnh Thiên Lang Phong cũng không phải sơn động như người ta vẫn nghĩ, tại Thiên Lang Phong có từng tòa cung điện lộng lẫy. Bởi vì diện tích Thiên Lang Phong cực kỳ rộng lớn, trên đây có vô số cung điện, bởi vậy, Thiên Lang Phong phong như một tòa thành nhỏ. Cùng lúc đó, thần sắc Dương Diệp cũng biến thành ngưng trọng. Bởi vì trên Thiên Lang Phong, hắn cảm nhận được vô số khí tức cường giả mờ mịt. Tuy không phải thánh giả nhưng lại vô cùng cường đại, hơn nữa thỉnh thoảng có ý niệm cường giả đảo qua Thiên Lang Phong, thậm chí ý niệm kia còn dừng lại ở vị trí của hắn, nhưng rất nhanh, ý niệm này nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Dương Diệp hiểu một việc, bất kể là Vân Hải Thư Viện hay Thiên Lang Sơn Mạch đều chưa xuất toàn lực, át chủ bài của song phương vẫn còn bảo lưu lại. Cũng phải, nếu như Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch bày ra thực lực chính là cực hạn của hai bên, như vậy thế lực Bạch Kim chẳng khác gì trò cười cho người trong nghề. Trầm ngâm một lúc, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới cung điện xa hoa nhất trong tòa thành. Trên đường đi, Dương Diệp cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì có ám chi. Pháp tắc, bởi vậy, trên đường hắn đi đều tiềm hành tại nơi tối tăm, tăng thêm có kiếm vực che giấu khí tức, cho nên, một đường thông suốt. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước cung điện, Dương Diệp trốn vào trong bóng tối, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa chính cung điện có ba chữ lớn, Thiên Lang Điện. Bón khắp bốn phía, thân thể Dương Diệp biến mất tại chỗ. Trong Thiên Lang Điện, trên thủ tọa chủ điện là một mỹ phụ đang ngồi, mỹ phụ mặc cung trang, lông mày mắt hạnh, da trắng như ngọc, dáng vẻ tùy mỹ mê người, nàng có ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra uy nghiêm vô hình, từ đó làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào nàng. Bên trái mỹ phụ là lão giả mặc trường bào màu trắng, sau lưng lão giả là một nam một nữ trẻ tuổi, ở bên phải chính là người áo đen cầm đầu đã giao thủ với Dương Diệp. Hơn 20 tuổi, lĩnh ngộ kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, sát ý nửa bước hư vô cảnh, lại nắm giữ kiếm vực, lại nắm giữ hai chủng pháp tắc. Không nghĩ tới Thanh Châu chúng ta trừ năm đại thiên tài ra lại xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt như thế. Tốt, tốt rất. Trên thủ tọa, giọng nói bình thản của mỹ phụ mang theo hàn ý lạnh lẽo. Bên trái, lão giả áo bào trắng nói. Vân Tiêu Thánh Điện điều tra qua người này, lai lịch của hắn quá thần bí giống như trống rỗng xuất hiện. Chúng ta chỉ tra được hắn xuất hiện tại Thiên Phong Thành, trước đó lại trắng xóa, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào lưu lại. Có phải cổ kiếm trai bí mật bồi dưỡng hay không? Mỹ phụ nói. Lão giả lắc đầu, nói. Khả năng nhỏ nhất, tại cổ kiếm trai có người của chúng ta, nếu như là bí mật bồi dưỡng, cho dù cổ kiếm trai giữ bí mật rất tốt cũng lộ ra dấu vết. Nhưng vấn đề là không có, từ tin tức người cổ kiếm trai truyền đến, ngay cả một ít cao tầng cổ kiếm trai cũng lạ lẫm với Dương Diệp. Hắn tới từ Thổ Thần Châu. Mỹ phụ nói. Nghe vậy, lão giả cùng người áo đen cau mày. Hồi lâu, lão giả trầm giọng nói. Có khả năng, theo tin tức ta nhận được, người này lúc khiêu chiến với Thượng Thanh Đạo Môn đã từng thu phục một đầu cự long, lúc ấy, người này đã nói hắn là long truyền nhân. Long tộc chỉ có ở Trung Thổ Thần Châu, nếu như hắn không có nói sai, có lẽ hắn tới từ Trung Thổ Thần Châu. Có lẽ hắn tới từ Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, người áo đen nói. Nghe vậy, lão giả cùng mỹ phụ đều nhìn sang người áo đen. Người áo đen trầm giọng nói. Trước kia khi chúng ta vây giết người này, hắn có nhắc tới một vị điện hạ của U Minh Điện, vị điện hạ kia mới quay về U Minh Điện vào 3 năm trước, rất nhiều người Trung Thổ Thần Châu cũng không biết, mà hắn lại biết rõ. Hiển nhiên, hắn cũng tới từ Trung Thổ Thần Châu. Nếu như đến từ Trung Thổ Thần Châu, thực lực và thiên phú khủng bố của hắn có thể giải thích rõ ràng. Nếu như đến từ Trung Thổ Thần Châu, chuyện này có phần phiền phức. Lão giả áo trắng trầm giọng nói. Có gì phiền toái? Mỹ phụ lạnh lùng nói. Cứ giết. Nói đúng. Người áo đen nói. Cho dù hắn là đệ tử thế lực kim cương tại Trung Thổ Thần Châu, U Minh Điện ta sợ sao? Lão giả áo trắng trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Người này giết mấy thiên tài của Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta, lại nhục nhã đệ đệ của Thiên Tiêu. Nếu như không phải Thiên Tiêu đang bế quan, hắn đã sớm chạy tới Vân Hải Thành tự mình lấy mạng người này. Người này chưa trừ diệt, đúng là một tai họa. Giết thế nào? Mỹ phụ nói. Nghe vậy, lão giả áo trắng cùng người áo đen đều im lặng. Ta tới giết. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Nói chuyện là nam tử sau lưng lão giả áo trắng. Ánh mắt người áo đen cùng mỹ phụ nhìn hắn, dừng lại hồi lâu, sắc mặt hai người dần ngưng trọng. Người áo đen khá tốt, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sắc mặt của mỹ phụ lại ngưng trọng. Nhìn thấy người áo đen và mỹ phụ ngưng trọng như thế, trên mặt lão giả áo trắng xuất hiện nụ cười đắc ý, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm lại, lập tức nói. Ấu đầu không hiểu chuyện, làm hai vị chê cười. Qua một hồi, mỹ phụ nói. Không hổ là Vân Tiêu Thánh Điện, nhân tài thật đông đúc. Không đến, 20 tuổi đã là bán thánh cao cấp, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Ân, tiểu nữ hài cũng không tệ, vậy mà cũng đạt tới bán thánh trung cấp, khí tức lại trầm ổn, không có nửa chút phù phiếm. Khó được, quả thực khó được. Lão giả áo trắng cười nói. Long phi long vũ, còn không bái kiến yêu hậu tiền bối. Nghe vậy, một nam một nữ sau lưng lão giả áo trắng đi tới, bọn họ hơi cúi người thi lễ với mỹ phụ. Lão giả áo trắng nói. Bọn họ là một lờ đôi huynh muội song bào thai, lúc trước điện chủ Vân Du ngẫu nhiên cứu được, nhưng điện chủ thật không ngờ, hai người bọn họ lại là linh tinh thánh thể trong truyền thuyết. Việc này làm điện chủ vui mừng, cho nên mang hai người về thánh điện bồi dưỡng. Lúc này ta mang hai người bọn họ ra ngoài lịch lãm, ca cũng muốn đưa hai người bọn họ tới trung thổ thần châu, từ đó kiếm một chút danh tiếng tại đó. Thứ cho ta nói thẳng, bọn họ vẫn còn quá yếu. Lúc này, người áo đen nói. Nghe được người áo đen nói thế, sắc mặt lão giả áo trắng có chút mất tự nhiên, sắc mặt Long Phi cùng Long Vũ lạnh lẽo, ánh mắt bất thiện nhìn người áo đen. Linh tinh thánh thể, trời sinh thân thể thuần khiết, có thể tự động hấp thu linh khí tẩy tủy bản thân, trên tu hành, dưới thánh giả sẽ không gặp bình cảnh. Từ loại trình độ nào đó mà nói, thể chất này không thua gì trời sinh kiếm thể của Lục Uyển Nhi thuộc cổ kiếm trai. Mỹ phụ nhìn người áo đen, nói. Nếu như ngay cả như thế cũng không tính là gì trong mắt của ngươi, chỉ sợ Thanh Châu trừ năm đại thiên tài ra, không ai có thể lọt vào mắt của các hạ rồi. Có người ở tuổi bọn họ đã là thánh giả. Người áo đen nói. Nghe vậy, mọi người ở đây biến sắc, không đến 20 đã là thánh giả. Còn có người lúc ở bán thánh cao cấp đã có thể chém giết thánh giả. Người áo đen lại nói. Đồng tử mọi người co rút lại, vượt cấp chém giết thánh giả. Nếu quả thật có loại người này tồn tại, như vậy còn khủng bố hơn cả thiên tài chưa tới 20 đã thành thánh giả. Bởi vì thánh giả và bán thánh cao cấp có chênh lệch lớn như trời và đất. Mà có người dùng thực lực bán thánh cao cấp vượt cấp chém giết thánh giả, người này nghịch thiên cỡ. Ta đã gặp qua hai loại người này. Người áo đen nói. Cho nên thứ cho ta nói thẳng, kiến thức chư vị quả thực đã lạc hậu rồi. Ý tứ chính là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, người áo đen lại nói. Khí tức hai người bọn họ trầm ổn, có lẽ thực lực cũng không tồi, nhưng so sánh với Dương Diệp, bọn họ vẫn còn kém quá nhiều. Người này tuyệt đối đã kinh nghiệm vô số chém giết để phát triển, thiên tài phát triển trong tình huống đó mới vô cùng khủng bố. Mặc dù cảnh giới hai người này cao, mặc dù khí tức ngưng thực, nhưng trên người không có khí tức sát phạt. Cho nên, nếu như Vân Tiêu Thánh Điện muốn cho hai người này đi giết Dương Diệp, ta xem cũng không cần đi, bởi vì đi chính là chịu chết. Ta thấy các hạ đã bị Dương Diệp giết phá gan rồi. Long Phi hừ lạnh một tiếng nói. Làm càn. Lão giả áo trắng phẫn nộ quát. Nhanh chóng xin lỗi tiền bối ám ngự. Nghe lão giả áo trắng nói thế, trên thân người áo đen tỏa ra khí tức màu đen cũng thu lại. Long Phi không dám chống đối lão giả áo trắng, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm quyền với người áo đen và lui sang một bên. Vô tri cũng không đáng sợ, đáng sợ là cũng không biết mình vô tri. Người áo đen nhìn Long Phi, sau đó lại nói. Hai vị, ta cũng không quan tâm tới chuyện của Vân Hải Thư Viện các ngươi, mục đích của ta chỉ có một, giết Dương Diệp, mang anh nữ điện hạ trở về. Có thể nói, mục đích của chúng ta nhất trí với nhau, nếu đã nhất trí, tự nhiên có thể liên thủ, các ngươi nói đúng không? Đương nhiên, Mỹ Phụ nói, U Phi của Vân Tiêu Thánh Điện trợ giúp Dương Diệp. Lão giả áo trắng nói, ta không cần phải lừa ngươi, không phải sao? Người áo đen nói. Sắc mặt lão giả trầm xuống, nói. U Phi tuyệt đối không khả năng trợ giúp Dương Diệp, đích thị là Dương Diệp thi triển thủ đoạn với U Phi, cũng khống chế nàng. Tốt, thật sự rất tốt, dám động tới nữ nhân của Thiên Tiêu, hắn chán sống rồi. Chúng ta nên nói làm sao giết hắn đi. Người áo đen nói, đơn đã độc đấu,
trừ thánh giả và năm đại thiên tài ra, không người nào là đối thủ của hắn. Mỹ Phụ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu muốn giết người này, chỉ có vậy không? Ta ra 6 người. Ám Ngự nói. Ta ra 10 tên bán thánh cao cấp. Lão giả áo trắng trầm giọng nói. Đều là tinh anh trong thánh vệ đội của Vân Tiêu Thánh Điện, không có thực lực phù phiếm. Mỹ Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Ta ra 3 gã kim lang bán thánh cao cấp, 3 người này là cùng một. Mẹ sinh ra, từ nhỏ lại cùng tu luyện lớn lên, có thể nói tâm ý tưởng thông. 3 người này liên thủ, chiến lực phi phàm. Người áo đen gật đầu, nói. Bởi như vậy, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng còn có vấn đề, người này nắm giữ ám chi pháp tắc và tốc chi pháp tắc, nếu hắn muốn trốn, cho dù chúng ta liên thủ cũng không làm gì được hắn. Còn nữa, hắn sẽ không ra mặt tử chiến với chúng ta. Vẫn không giải quyết hai vấn đề này, người của chúng ta có nhiều hơn nữa cũng uổng phí. Mọi người trầm mặc. Hồi lâu, Mỹ Phụ nói. Muốn hắn xuất chiến với chúng ta rất dễ dàng, hắn muốn thủ hộ Vân Hải Thành, chỉ cần chúng ta tiến công Vân HK Hải Thành, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Về phần phải vây khốn hắn như thế nào, việc này cũng đơn giản, phu quân Thiên Lang Vương của ta có một kiện bảo vật thần giai, tên dị thứ Nguyên Phương, vật ấy có thể cải biến kết cấu không gian, cho dù là thánh giả cũng có thể vây khốn một hồi, về phần dưới thánh giả, cho dù Lâu Thiên Tiêu cũng không thể phá vật này. Như thế rất tốt, người áo đen nói. Lão giả áo trắng cũng gật đầu. Mỹ Phụ đứng lên, nói. Đã như thế, ngày mai sẽ tấn công Vân Hải Thành. Đến lúc đó còn hy vọng Vân Tiêu Thánh Điện có thể tương trợ to lớn, tốt nhất ở ngoài sáng ngày phá thành một lần, khi đó cùng nhau chém giết Dương Diệp. Lão giả áo trắng nói. Yêu hậu yên tâm, lần này Vân Tiêu Thánh Điện ta trừ thánh giả bởi vì vô cực ma tông nên không thể tới được. Các cường giả đỉnh cấp khác đã tới Thiên Lang Sơn Mạch. Ngày mai tất nhiên sẽ tương trợ Thiên Lang tộc. Mỹ Phụ gật đầu, nói. Mời các vị lui xuống nghỉ ngơi, ta đi lấy dị thứ Nguyên Phương của phu quân. Lão giả áo trắng nói. Đã như thế, ta xin cáo lui trước. Đúng rồi, lần này điện chủ có nói, hy vọng Thiên Lang Sơn Mạch không nên ẩn giấu thực lực quá lâu, kéo lâu sẽ bất lợi với chúng ta. Điểm ấy, có lẽ yêu hậu rất rõ ràng. Yêu hậu trầm giọng nói. Ta biết rõ, yên tâm, ngày mai là ngày quyết chiến giữa Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thư Viện. Như thế rất tốt. Lão giả áo trắng gật đầu, nói. Ta đi về chuẩn bị. Nói xong, lão giả áo trắng mang theo huynh muội Long Phi quay người rời khỏi đại điện. Lão giả áo trắng đi rồi, đột nhiên người áo đen nói. Yêu hậu, tại hạ tuyên bố trước, bản thân ta sẽ ra tay với Dương Diệp. Các ngươi muốn làm chuyện gì với Vân Hải Thư Viện, ta sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Vân Hải Thư Viện ngăn cản ta giết Dương Diệp, ta tự nhiên sẽ ra tay. Yêu hậu gật đầu, nói. Ta hiểu. Người áo đen gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Mọi người đi rồi, Mỹ Phụ trầm ngâm, nhưng sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Mỹ Phụ không có phát hiện, vào lúc nàng biến mất, đột nhiên bóng dáng của nàng hơi động. Qua hồi lâu, Mỹ Phụ đi vào một cửa vào dưới đất. Lối vào có hai cự lang màu đen, đều là bán thánh cao cấp. Hai cự lang màu đen ngăn cản nàng, một cự lang nói. Trước cung điện màu vàng là hai con cự lang màu tím, hai con cự lang đang ngủ. Mỹ Phụ đi đến trước hai cự lang màu tím, nàng cung kính thi lễ, sau đó lấy ra răng sói màu vàng. Một cự lang trong đó mở mắt nhìn răng sói màu vàng, sau đó nói. Vào đi thôi. Yêu hậu nhớ kỹ, chỉ có thể mang một kiện bảo vật. Nói xong, cự lang vung chảo lên, lập tức, răng sói màu vàng in dấu vào vết lõm trên cánh cửa. Yên lặng một chớp mắt, cung điện mở ra. Yêu hậu lại thi lễ với hai cự lang, sau đó đi tới cửa cung điện. Ngay vào lúc nàng muốn đi vào cửa, đột nhiên, một con cự lang khác mở mắt ra, quát. Đứng lại, âm thanh như sấm sét nổ tung, cả tầng hầm ngầm và cung điện rung lên thật mạnh. Thân thể yêu hậu run rẩy, nàng quay người khó hiểu nhìn sang cự lang màu tím vừa quát lớn. Cự lang không quản tới yêu hậu, mà là ánh mắt nhìn vào cái bóng sau lưng yêu hậu. Mạc Thúc, Mỹ Phụ khó hiểu nhìn cự lang màu tím kia. Cự lang nhìn chằm chằm vào cái bóng sau lưng Mỹ Phụ, hồi lâu, đột nhiên nó nâng cự chảo đánh tới, đánh vào cái bóng sau lưng Mỹ Phụ, một tiếng nổ vang lên,
mặt đất không có vỡ ra, bởi vì trên mặt đất xuất hiện hào quang màu vàng. Sau tiếng nổ tung, cái bóng sau lưng Mỹ Phụ vẫn tồn tại. Lão Mạc, xảy ra chuyện gì? Cự lang khác khó hiểu hỏi. Cự lang tên Lão Mạc khẽ lắc đầu, nói. Trước kia ta cảm nhận được khí tức nhân loại. Khí tức nhân loại. Nghe vậy, Mỹ Phụ cùng cự lang kia giật mình, Mỹ Phụ nói. Làm sao có thể, nơi đây chính là cấm địa của thiên lang tộc ta, có đại vương bố trí cấm chế, càng có thần phù sư bố trí phù văn đại trận cường đại, cho dù là thánh giả cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào nơi đây. Lão Mạc, có phải ngươi cảm giác sai hay không? Lão Mạc nhìn thấy cự lang kia khó hiểu, trầm ngâm hồi lâu, hắn nói. Yêu hậu nên biết, ta thủ tại chỗ này đã mấy trăm năm, có thể nói, nơi này đã dung làm một thể với ta. Trên lý luận mà nói, ta sẽ không cảm giác sai. Mỹ Phụ trầm ngâm một chớp mắt, sau đó hỏi. Vậy bây giờ còn có thể cảm giác được khí tức nhân loại? Lão Mạc lắc đầu, nói. Khí tức kia xuất hiện rất nhanh, biến mất nhanh hơn. Mà bây giờ, tóm lại, vì mục đích an toàn, yêu hậu hôm nay không vào thiên lang bảo các cho thỏa đáng. Ở trong đó cất chứa bảo vật suốt vài vạn năm qua của thiên lang tộc, bên trong có rất nhiều bảo vật đại vương xem trọng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có chết cũng khó thoát tội lỗi. Mỹ Phụ lắc đầu, nói. Lần này đến đây, ta muốn mượn dị thứ nguyên của đại vương sử dụng. Vật ấy cực kỳ trọng yếu với thiên lang tộc chúng ta. Nghe vậy, Lão Mạc trầm mặc một hồi, sau đó trên người hắn bộc phát khí thế kinh khủng, rất nhanh, cổ khí thế này trải rộng khắp các góc. Hồi lâu, Lão Mạc thu hồi khí thế này. Như thế nào? Mỹ Phụ hỏi. Lão Mạc lắc đầu, nói. Không phát hiện cái gì, có lẽ là ảo giác của ta, mời yêu hậu vào đi. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Lão Mạc, sau đó gật đầu. Nàng tiến vào trong đại điện. Rất nhanh, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Vào thời khắc cánh cửa đóng lại, một bóng đen vô thanh vô tức ở góc cửa chui vào trong. Vào lúc cánh cửa đóng lại, yêu hậu nhìn bốn phía, lúc nàng đang muốn khởi hành, lúc này có dị biến sinh ra, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện và phong cấm tất cả. Lúc này, yêu hậu còn chưa phục hồi tinh thần lại, hai lực lượng khủng bố đã đè ép lên người yêu hậu, sau một khắc, một đạo hàn mang xuất hiện. Yêu hậu mở to mắt, sau đó thần thái trong mắt biến thành ảm đạm. Ngay sau đó, tất cả đã khôi phục bình thường. Nhìn yêu thú nằm trên đất, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói thầm thật nguy hiểm. Nguy hiểm không phải chỉ đánh chết yêu hậu, mà là vào thời điểm đóng cửa lại. Kỳ thật khi cánh cửa đóng lại, hắn suýt nữa đã bị phát hiện. Hắn vốn ẩn giấu trong cái bóng của yêu hậu, lúc Lão Mạc gầm lên thì hắn đã cảm thấy không ổn, hắn lập tức quyết định thật nhanh. Lập tức chuyển rời vào góc tối ở cánh cửa cung điện, sau đó tĩnh khí tập trung tâm thần, hắn triệt để che giấu khí tức của mình, sau đó hắn dung nhập vào không gian cùng vận dụng kiếm vực che giấu, khi đó, hắn đã biến mất chân chính. Chỉ cần hắn khi đó do dự một chút thì hắn sẽ bị phát hiện. Hai cự lang màu tím rất mạnh, thực lực còn mạnh hơn cả kim lang, thậm chí còn không yếu hơn người áo đen cầm đầu. Tuy hắn không sợ. Nhưng nếu như trước khi bị phát hiện thì hắn sẽ có phiền toái. Phải biết rằng, thiên lang phong có vô số cường giả, nếu hắn muốn giết ra ngoài, không phải là không được, nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù sao người áo đen và cường giả Vân Tiêu Thánh Điện vẫn còn ở đây, chỉ cần hắn bị phát hiện, hắn tuyệt đối rất khó thoát thân. Ám chi pháp tắc và tốc chi pháp tắc cường đại, nhưng còn chưa tới tình trạng vô địch, nếu đối phương có tâm phòng bị, hắn có dung nhập vào cái bóng của người khác cũng bị phát hiện. Giống như lúc hắn đấu với U Vô Ảnh thỉnh thoảng phụ thân vào cái bóng tấn công hắn, ngay từ đầu không có phòng bị thì hắn suýt bị miểu sát, nhưng cuối cùng đối phương vẫn mất linh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bị phát hiện hắn không thể đoạt được bảo bối. Trong thiên lang điện lúc trước, khi nghe được đám người yêu hậu nói chuyện, hắn đã hiểu, nhất định phải trừ bỏ yêu hậu, bởi vì nếu như chưa diệt trừ yêu hậu, một khi thiên lang sơn mạch tổng tiến công, hắn nhất định sẽ phải quay về Vân Hải Thành, mà quay về Vân Hải Thành, hắn chắc chắn sẽ bảo hộ những người trong thành. Khi đó những người này liên thủ thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Những lời này, Dương Diệp vô cùng đồng ý. Giết chết yêu hậu, cho dù thiên lang sơn mạch không đại loạn, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào khởi xướng tổng tiến công. Đối với Vân Hải Thành mà nói, đây là một việc làm rất tốt. Thu hồi suy nghĩ,
Dương Diệp cúi đầu nhìn yêu hậu trên mặt đất, cảnh giới yêu hậu chỉ là bán thánh cao cấp, nhưng chiến lực không phải rất mạnh, thậm chí còn yếu hơn Kim Lang rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân hắn dám đánh vào nơi này. Đương nhiên, cho dù đối phương có thực lực như người áo đen cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì Dương Diệp đã thi triển kiếm vực, hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh, còn có hai loại pháp tắc, có thể nói, vừa rồi hắn đã thi triển chín thành chiến lực của bản thân. Dương Diệp khẽ vẫy tay, răng nanh màu vàng trong tay yêu hậu bay vào tay hắn. Sở dĩ hắn dám mạo hiểm tới nơi này đánh giết yêu hậu, còn có nguyên nhân, đó là vì răng nanh màu vàng này. Đã vào Bảo Sơn, làm gì có đạo lý đi tay không quay về về. Nhưng hắn biết rõ, nếu như không ra tay đánh chết yêu hậu, chờ yêu hậu rời khỏi đại điện, hắn phải rời đi thật nhanh, bằng không hắn khó mà rời khỏi nơi này. Bởi vì chung quanh nơi này có thánh giả bố trí xuống kết giới, mà răng nanh này chính là chìa khóa kết giới. Dùng thực lực của hắn hiện tại căn bản không cách nào phá vỡ lực lượng kết giới, cho nên, muốn không tay không mà quay về, chỉ có thể tiêu diệt yêu hậu. Không quản yêu hậu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở trước mặt hắn không xa, có 13 gian phòng bị phong bế, trong 13 gian phòng này đều ghi tên rõ ràng. Ví dụ như, huyền bảo, linh dược, tinh thạch, nội đan, khoáng thạch. Nhưng không có công pháp và huyền kỹ. Dương Diệp suy nghĩ cũng hiểu rõ, Thiên Lang Sơn Mạch đều là yêu thú, chúng không thể tu hành công pháp và huyền kỹ của nhân loại, cho nên, những thứ này không có tác dụng trong mắt chúng, cho nên không có cất giữ. Dương Diệp đi vào gian phòng thứ nhất, đó là gian phòng chứa linh dược. Gian phòng không có cửa, trên đó chỉ có một dấu lõm hình răng sói. Không do dự, Dương Diệp cầm răng sói lắp vào. Rất nhanh, một tia sáng chói mắt sinh ra, toàn bộ cánh cửa cũng mở ra. Cửa vừa mở ra, mùi thơm nồng đậm thổi vào mặt, làm cho toàn thân của Dương Diệp sảng khoái. Trong nội tâm Dương Diệp rất kinh ngạc, hắn định nhãn xem xét, phát hiện bên trong có cả trăm cái kệ ngọc, mỗi một cái kệ ngọc bày đủ loại linh dược, linh quả, linh hoa, còn có một chút thứ Dương Diệp không biết. Dương Diệp nhìn chung quanh, phát hiện có hơn vạn loại linh dược, tất cả đều là tiên giai. Tiên giai, toàn bộ là tiên giai. Trọng yếu nhất là, Dương Diệp kinh hỉ phát hiện. Trong đó có tài liệu luyện chế thần hồn đan. Phải biết rằng, tiểu thất vẫn lâm vào ngủ say, có những dược liệu này, chỉ cần trình độ luyện đan của hắn tăng lên, tiểu thất có thể lập tức tỉnh lại. Hơn nữa những dược liệu này còn có thể luyện chế các loại đan dược chân quý khác. Hắn không thể bình tĩnh. Đều là của ta, đều là của ta. Dương Diệp xuất ra cổ sao, tay phải vung lên, tất cả linh dược bay vào cổ sao. Dương Diệp không có dừng lại. Hắn đi vào gian phòng thứ hai, nơi này viết là khoáng thạch, không hề nghi ngờ, bên trong nhất định là kỳ chân dị thạch chân quý. Như hắn sở liệu, trong căn phòng thứ hai đều là khoáng thạch, số lượng cũng hơn vạn loại, trọng yếu nhất tất cả đều là tiên giai. Kém cỏi nhất đều là tiên giai, thậm chí trong đó còn có vài loại khoáng thạch là thần giai hạ phẩm. Lần này phát tài rồi. Dương Diệp không thể bình tĩnh nổi nữa, trên mặt chỉ có hưng phấn và kích động. Còn kém chút nhảy lên hoan hô. Khoáng thạch tự nhiên sẽ dùng luyện chế huyền bảo, tuy hắn không biết, nhưng cổ chân nhân biết. Có nhiều khoáng thạch tiên giai như vậy, luyện chế mấy ngàn chuôi tiên kiếm tiên giai còn không phải một bữa ăn sáng hay sao? Lúc này Dương Diệp đã ý thức được cả ngàn huyền kiếm tiên giai đang hiện ra trước mặt hắn. Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động và hưng phấn trong lòng xuống, sau đó bắt đầu đại càn quét, không đến mấy giây. Tất cả khoáng thạch đều bị hắn thu vào không gian cổ sao. Xem ra của cải của yêu vương rất phong phú. Hắc hắc, về sau có cơ hội, có thể đi dạo bảo khố của các yêu vương. Ta phải đi dạo chơi. Dương Diệp cười hắc hắc, hắn đi vào các gian phòng tiếp theo, năng lượng tinh thuần ập vào mặt, Dương Diệp nao nao, lúc hắn nhìn rõ tình cảnh nơi này, yết hầu của Dương Diệp co giật. Hồi lâu, yết hầu Dương Diệp cuồn cuộn, nói. Wow! Đây là cái gì? Dương Diệp mở phòng tinh thạch ra. Trong phòng tràn ngập màu ngà sữa khí lưu, những khí lưu này giống như sữa tươi. Đương nhiên chúng không phải sữa tươi, đó là linh khí nồng đậm đến mức trở thành trạng thái cố định. Nếu như chỉ là linh khí, đương nhiên hắn sẽ không khiếp sợ như thế, bởi vì cho dù loại linh khí này càng tốt, lại tinh thuần, nó vẫn còn kém hồng mông tử khí. Lại làm cho hắn khiếp sợ là... Trong gian phòng này có một con yêu thú nhỏ màu ngà sữa. Tiểu yêu thú thấp bé ục ịch béo tròn núp ních, da lông toàn thân đều là thuần trắng,
lỗ tai nó rất dài, cuối cùng lại rất nhỏ giống như mũi kiếm. Cái miệng của nó nho nhỏ, cái đuôi răng cưa hình tia chớp. Trên người nó không ngừng tỏa ra khí lưu màu trắng, những khí lưu này không ngừng tràn ra khắp gian phòng. Đây là quái vật gì? Dương Diệp khẽ nhíu mày, đúng lúc này, đột nhiên tiểu gia hỏa màu trắng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, sau đó nó phun ra một viên tinh thạch màu tím. Nhìn thấy viên tinh thạch màu tím này, Dương Diệp hoàn toàn ngây người. Tử tinh thạch, sao, làm sao có thể? Trong mắt Dương Diệp sinh ra thần thái khiếp sợ và khó tin. Sau khi đi vào linh giới, hắn phát hiện, phía trên năng lượng thạch siêu phẩm còn có một loại năng lượng thạch này còn tinh thuần hơn cả năng lượng thạch siêu phẩm, càng chiếm có hơn nữa, đó là tử tinh thạch. Sở dĩ huyền giả đại lục không có tử tinh thạch, là vì muốn hình thành tử tinh thạch, nhất định phải có bổn nguyên tử khí, mà ở huyền giả đại lục, bổn nguyên tử khí đã biến mất. Tử tinh thạch chân quý cỡ nào? Nói như vậy, một viên tử tinh thạch tương đương với 1.000 vạn viên năng lượng thạch siêu phẩm, hơn nữa có tiền còn không mua được. Vì cái gì chân quý như vậy? Bởi vì bên trong ẩn chứa bổn nguyên tử khí, năng lượng tinh thuần không phải năng lượng thạch siêu phẩm có thể so sánh. Có thể nói, tử tinh thạch là chuyên môn cung cấp cho cường giả thánh giả cảnh phục dụng. Muốn hình thành một viên tử tinh thạch là cực kỳ khó, ít nhất chỉ có thế lực bạch kim mới nắm giữ năng lực sinh sản ra tử tinh thạch. Hơn nữa còn cần thai nghén ít nhất 100 năm. Hiện tại, một viên tử tinh thạch chân quý như thế lại bay ra khỏi miệng tiểu gia hỏa kia, hơn nữa trước mặt tiểu gia hỏa này còn có 5 khối tử tinh thạch, đây mới là nguyên nhân làm hắn khiếp sợ như vậy. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng cũng nhìn thấy Dương Diệp. Dương Diệp phát hiện, đôi mắt của nó cũng là màu ngà sữa. Tiểu gia hỏa nhìn Dương Diệp, nhìn, đột nhiên nó nâng bàn tay về phía Dương Diệp, chỉ duỗi tay. Chung quanh tiểu gia hỏa có tia sáng vàng hiện ra, tiểu chảo của tiểu gia hỏa này chạm vào tia sáng màu vàng kia liền rút về giống như bị điện giật, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu lộ ủy khuất, hai hàng nước mắt màu ngà sữa chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, cho dù Dương Diệp có ý chí sắt đá cũng mềm lòng. Không cần nhìn, tiểu gia hỏa này bị nhốt, Dương Diệp sao có thể nhìn thấy loại chuyện bi thảm này xảy ra chứ? Dương Diệp đi đến trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng. Trên mặt nở nụ cười tự nhận là hòa ái, nói. Ngươi có muốn đi ra không? Tiểu gia hỏa gật đầu, đầu của nó sắp chạm tới đất, lúc nó ngẩng đầu lên nhìn Dương Diệp, ánh mắt còn mang theo vẻ cầu xin. Ngươi bị giam bao lâu? Dương Diệp hỏi. Tiểu gia hỏa dựng tiểu chảo lên, nó suy nghĩ, sau đó dựng tiểu chảo khác lên. Khóe miệng Dương Diệp co lại, bởi vì tiểu chảo của tiểu gia hỏa màu trắng này không có đầu ngón tay, là tròn núc ních. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vỗ nhẹ vào ngực của mình, một đạo ánh sáng tím hiện ra, tử điêu xuất hiện trên vai hắn. Hắn vốn không muốn quấy rầy tử điêu đang dưỡng thương, nhưng hiện tại không có biện pháp, cũng chỉ có tử điêu mới có thể câu thông hữu hiệu với tiểu gia hỏa. Tử điêu đáp lên vai Dương Diệp, nàng phi thường dính người ôm lấy cổ Dương Diệp, sau đó đầu không ngừng cọ qua cọ lại. Sốt cuộc ngươi dưỡng thương hay đang ngủ? Nhìn thấy tử điêu bộ dạng còn ngáy ngủ. Dương Diệp dở khóc dở cười. Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của tử điêu đỏ lên. Tử điêu náo một hồi, lúc này ánh mắt tử điêu mới nhìn sang tiểu gia hỏa, lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng, trong mắt tử điêu lộ ra một tia địch ý, bởi vì tiểu gia hỏa cho nàng cảm giác nguy cơ. Lúc này tiểu gia hỏa cũng đang nhìn tử điêu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tử điêu chỉ vào tiểu gia hỏa, sau đó lại quay đầu chỉ vào Dương Diệp, tiểu chảo khoa tay múa chân một hồi. Trong mắt còn mang theo ý cảnh cáo. 3. Dương Diệp vỗ vào mông tử điêu một cái, nói. Đừng so, nói tiếng người. Tử điêu nổi giận chừng Dương Diệp, nói. Nàng là mẫu, không cho ngươi đánh chủ ý lên nàng. Nghe vậy, mặt mũi Dương Diệp biến thành màu đen, nói. Ta trong mắt ngươi chính là loại người này. Tử điêu hừ hừ hai tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn sang tiểu gia hỏa, cùng trao đổi với nó. Theo tử điêu truyền đạt, thần sắc Dương Diệp dần dần ngưng trọng. Thì ra tiểu gia hỏa màu trắng này là thiên địa linh vương, chỉ có điều nó là linh khí chi vương. Cái gì gọi là linh khí chi vương? Chính là linh vật do linh khí sinh ra. Về phần tiểu gia hỏa ra đời thế nào, ra đời ở đâu, chính nó cũng không biết. Sau khi Dương Diệp bảo tử điêu hỏi nó có năng lực gì, nó trả lời làm khóe miệng Dương Diệp co giật. Bởi vì linh khí chi vương không giống với Lôi Lâm cùng Tiểu Anh.
quả thực có chút phế vật, bởi vì nó căn bản không có năng lực công kích. Đương nhiên, trình độ chân quý của nó lại không gì sánh bằng. Bởi vì nó sẽ ăn linh khí, sẽ chế tạo linh khí, trừ chế tạo linh khí, còn có thể chế tạo tử tinh thạch. Đó là nguyên nhân nó bị giam ở nơi này. Dựa theo cách nói của nó bị Thiên Long Vương giam ở nơi này 600 năm. Khi đó, Thiên Long Vương còn chưa không phải thánh giả. Trong 600 năm này, nó mỗi ngày trừ ngủ thì chế tạo tinh thạch, cứ như thế, nó tiếp tục gần 600 năm. Lúc nghe thế, Dương Diệp cùng Tử Điêu đều im lặng. Địch ý trong mắt Tử Điêu biến mất, trong mắt sinh ra một tia đồng tình. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta thả ngươi ra nhé, nhưng ta có điều kiện. Lúc này tiểu gia hỏa không có gật đầu, mà là có chút đáng thương nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, nó cho rằng Dương Diệp cũng sẽ giam nó, muốn nó chế tạo tinh thạch. Dương Diệp nói, ta muốn ngươi đi theo ta, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giam giữ ngươi. Ta chỉ cần ngươi đi theo ta 10 năm là được rồi, trong 10 năm này, nếu ngươi có loại tinh thạch này, cứ cho ta. 10 năm sau, ngươi muốn tiếp tục đi theo ta cũng có thể, muốn rời đi cũng được, ta không ngăn cản ngươi. Đôi mắt tiểu gia hỏa sáng ngời, 10 năm đối với nàng mà nói chỉ là nháy mắt, dù sao nàng là thiên địa linh vật, chỉ cần không có nhân tố ngoại giới ảnh hưởng, nàng ít nhất có thể sống đến khi thiên địa hủy diệt. Tuy nàng có chút không tin lời của Dương Diệp, bởi vậy nàng nhìn về phía Tử Điêu. Tử Điêu là thủy thú, lại thường xuyên ngâm hồng mông tử khí, bởi vậy, rất dễ dàng đạt được hảo cảm của một ít linh vật và yêu thú. Tử Điêu gật đầu. Thấy Tử Điêu gật đầu, tiểu gia hỏa màu trắng lập tức nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nàng gật đầu, cũng tỏ vẻ đáp ứng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, vừa đi sang, tia sáng vàng bao phủ chung quanh tiểu gia hỏa, tia sáng này cũng bảo vệ tiểu gia hỏa. Tử Điêu sờ sờ lỗ tai của Dương Diệp, trong mắt có lo lắng và ngưng trọng. Dương Diệp cười cười, nói. Yên tâm, không có việc gì. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước màn sáng rất mạnh. Nhất định là do Thiên Lang Vương bố trí. Càng tới gần, trong màn sáng còn tỏa ra áp lực kinh khủng. Cổ lực lượng này, rất mạnh. Sắc mặt tiểu gia hỏa nghiêm trọng, chứ nghiêm trọng, còn có hưng phấn cùng kích động. Nhìn màn sáng nửa ngày, trong mắt Dương Diệp hiện ra thần thái hung ác, hắn tiến lên một bước, kiếm vực mở ra, sau đó kiếm vực bao phủ bốn phía, Dương Diệp duỗi tay phải ra, hắn chậm rãi ấn vào màn sáng. Trên bờ vai, tiểu trảo của Tử Điêu nắm chặt lỗ tai của Dương Diệp, trong mắt đầy khẩn trương. Rất nhanh, ngón tay của Dương Diệp chạm vào màn sáng một chút, trong chốc lát, màn sáng bộc phát hào quang chói mắt, nhưng rất nhanh đã hóa thành hư vô. Tiêu vong pháp tắc. Dương Diệp biết rõ, muốn phá vỡ màn sáng do thánh giả lưu lại, chỉ sợ kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chỉ có tiêu vong pháp tắc. Cũng chỉ có tiêu vong pháp tắc. Hắn mới có nắm chắc phá vỡ màn sáng kia. Sau khi tiêu vong pháp tắc va chạm với màn sáng, cả màn sáng không chỉ rung động, còn điên cuồng bộc phát ra vô số hào quang, nhưng tất cả hào quang đều bị tiêu vong pháp tắc biến thành hư vô. Dương Diệp cũng không dễ dàng, sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt. Rất nhanh, màn sáng dần dần ảm đạm. Nhìn thấy cảnh này, tiểu gia hỏa màu trắng mừng như điên, nó kích động nước mắt chảy ra, cuối cùng nước mắt lại hóa thành linh khí. Thời gian một phút trôi qua. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, màn sáng cũng vỡ vụn. Là ai? Mà đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên, âm thanh chui thẳng vào lòng đất, cũng làm cung điện rung động mạnh. Thiên Lang Vương âm thanh. Dương Diệp biến sắc, nói thầm không xong, hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nắm lấy tiểu gia hỏa cùng Tử Điêu và nhét cả hai vào trong ngực, cả hai có thể nhỏ đi. Không dám dừng lại. Dương Diệp lập tức ra khỏi phòng, sau đó hắn đi vào các gian phòng khác, lúc này hắn càn quét sạch sẽ mới chịu rời đi. Oanh! Cửa cung điện mở ra, có gần trăm bóng người xuất hiện tại nơi này. Những bóng người kia đều là lang yêu, chỉ có điều chúng đã biến ảo thành thân người, dù sao cung điện này còn nhỏ hơn bản thể của chúng. Dương Diệp nhìn thấy những người này cũng nhìn thấy Dương Diệp. Song Phương trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đây là hiểu lầm. Thật. Dương Diệp tươi cười nói. Hai người cầm đầu chính là Lão Mạc cùng Lão Bạch biến thành hình người. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt hai người lập tức trầm xuống, khi nhìn thấy yêu hậu nằm dưới đất, sắc mặt hai người từ âm trầm biến thành dữ tợn. Ngươi,
Lão Mạc ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hắn muốn nói cái gì, mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Ngăn tất cả lối ra. Lão Mạc gào lên. Trong chốc lát, vô số cường giả đã ngăn ở cửa lớn. Cùng lúc đó, hơn trăm đạo thần thức bao phủ các nơi hẻo lánh. Sắc mặt mọi người ngưng trọng như lâm đại địch. Giờ phút này, đừng nói một người, cho dù quỹ tích không khí cũng bị bọn họ cảm nhận được. Nhưng 10 giây qua đi, nơi này trừ yêu thú ra, một người cũng không có, Dương Diệp đã biến mất. L. Hắn đã rời đi, Lão Bạch mặt âm trầm hỏi. Sắc mặt Lão Mạc đầy dữ tợn, ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá bốn phía, nói. Không có khả năng, người này khẳng định vẫn ở đây. Lúc tiến vào, ta đã phong bế lối ra, hơn nữa còn mở đại trận thủ hộ do đại vương bố trí, đừng nói hắn, cho dù là thánh giả cũng đừng hòng đi ra. Ngươi nói hắn vẫn còn ở lòng đất này. Lão Bạch lại hỏi. Lão Mạc nói. Nếu như ta không có đoán sai, người này có được hai chủng pháp tắc. Ám chi pháp tắc, tốc chi pháp tắc, tốt, tốt vô cùng. Xem ra lúc trước ta không cảm giác sai. Người này đã phụ thân vào cái bóng của yêu hậu để trà trộn vào đây. Nói đến đây, đột nhiên Lão Mạc quát. Tất cả mọi người lập tức công kích cái bóng của mình. Lão Mạc vừa dứt lời, mọi người lập tức tấn công vào cái bóng. Sau nửa ngày, trừ năng lượng nổ tung ra, đã không có cái gì khác. Lão Mạc khẽ nhíu mày, đúng lúc này, đột nhiên Lão Bạch biến sắc, nói. Lão Mạc, ngươi! Lão Bạch vừa nói đến đây. Dị bía nổi lên. Một cái bóng xuất hiện sau lưng Lão Mạc, sau đó một thanh dao găm đâm vào gáy của Lão Mạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng hốt. Lão Mạc cũng hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, hắn không có lựa chọn trốn, bởi vì hắn biết trốn không kịp, không trốn, ngay cả thời gian phản kích cũng không có. Hắn vẫn chấn định lại, sau đó toàn thân sinh ra từng khối lân phiến màu đen. Keng! Lân phiến vừa hiển hiện. Phần gáy của Lão Mạc đau đớn, khóe miệng của hắn lại cười lạnh, bởi vì đối phương không thể phá phòng ngự của hắn. Không có nghĩ nhiều, Lão Mạc muốn đánh lại, đúng lúc này, một tia sáng đỏ bao phủ lấy hắn. Sau khi tia sáng đỏ xuất hiện, tinh thần Lão Mạc hoảng hốt, trong mắt xuất hiện đỏ tươi. Lão Mạc kinh hãi, hắn vội vàng cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại. Vào lúc này, lực lượng vô hình đã bao phủ lấy hắn. Xuy. Một tiếng vang nhỏ sinh ra, Lão Mạc cảm giác phần gáy tê dần, sau đó lực lượng vô hình tiến vào trong người hắn, trong chốc lát, hai mắt Lão Mạc trợn lên, trong mắt mang theo thần thái không dám tin. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ảm đạm. Lão Mạc! Bên cạnh, trong mắt Lão Bạch sắp nứt ra, hắn muốn ra tay, đột nhiên, một bóng dáng quỷ dị xuất hiện, sau đó một con dao găm đã cắm vào cổ của hắn. Xuy! Một đạo máu tươi bắn ra ngoài. Thân thể Lão Bạch cứng đờ tại chỗ, cũng giống Lão Mạc trước khi chết, trong mắt hắn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, phía sau hắn có một người, đối diện hắn cũng có một người. Trong nơi này không chỉ có một nhân loại, mà là có hai người. Từ khi Dương Diệp ra tay đến khi Lão Bạch Lão Mạc chết đi, tất cả chỉ diễn ra trong một giây, bởi vậy, rất nhiều người chung quanh còn chưa phục hồi tinh thần lại. Bởi vì xuất hiện hai nhân loại làm bọn họ ngạc nhiên. Cuối cùng đều là chí cường giả, bọn họ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mọi người bay thẳng về phía Dương Diệp cùng kiếm nộ u vô ảnh. Từng đạo lực lượng cường đại xuất hiện trong cung điện, làm cho không gian trong cung điện rung động mạnh, nếu như không phải trong cung điện có Thiên Lang Vương Thánh giả ra chỉ lực lượng, cung điện này đã sớm hóa thành bột mịn. Với tư cách mục tiêu của những lực lượng này, Dương Diệp cùng u vô ảnh bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, Dương Diệp đã dừng lại. Bởi vì hắn trong cơ thể tuôn ra kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh. Hai cổ ý cảnh nửa bước hư vô cảnh đã ngăn cản uy thế cường đại của mọi người. Chạm! Dương Diệp gầm lên một tiếng, một đạo kiếm khí chém ngang qua, sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh ra trì, từng đạo kiếm khí chém tất cả công kích thành hư vô. Sau một khắc, đám người chung quanh lại xông lên. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó cùng u vô ảnh biến mất tại chỗ. Hai người biến mất rất quỷ dị, giống như tan vào trong không khí. Coi chừng cái bóng. Nơi này, có cường giả gào thét. Nhưng đã trễ, một gã lang yêu hóa thành hình người bị chém giết, sau đó chậm rãi ngã xuống. Cùng lúc đó, một lang yêu trung niên, cũng bị chém giết, không đến nửa giây, nơi này đã có ba người ngã xuống,
sau đó thi thể của Lão Mạc cùng Lão Bạch biến mất không thấy gì nữa. Người chết càng ngày càng nhiều. Đám lang yêu hoảng hốt. Bởi vì ngay từ đầu chỉ có hai nhân loại, nhưng là rất nhanh, nơi này xuất hiện một người áo đen, sau đó lại có 9 bóng đen hiện ra. Những bóng người này không có quỷ dị như hai người trước đó, thực lực lại không kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh, từng lang yêu ngã xuống, không đến một hồi, 100 lang yêu biến thành 70. Hơn nữa con số đang giảm bớt thật nhanh. Rút lui, rút lui. Có lang yêu gào lên. Nghe vậy, đám lang yêu không dám ở dừng lại, bọn chúng lập tức chạy ra lối ra. Kỳ thật, nếu như ở bên ngoài, đám lang yêu tuyệt đối không có khả năng tan tác như thế, kể cả Lão Mạc cùng Lão Bạch cũng vậy. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ căn bản không cách nào khôi phục bản thể, chiến đấu trong không gian quá nhỏ không phải lợi thế của bọn họ. Nếu như khôi phục bản thể, đặc biệt là Lão Mạc cùng Lão Bạch, cho dù Dương Diệp dùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Yêu thú hóa thành hình người, thực lực sẽ giảm lớn. Đương nhiên, cho dù song phương giao thủ chính diện, đám người Dương Diệp cũng không yếu nhưng lại không thể đổ sát đám lang yêu. Dù sao những lang yêu này đều là bán thánh cao cấp giai. Rất nhanh, đám lang yêu đã lao ra khỏi lòng đất. Dương Diệp thu thi thể đám lang yêu lại, sau đó hắn lao nhanh ra bên ngoài, hắn không thể lưu lại nơi này nữa, đối phương vừa đi ra ngoài, nhất định sẽ gọi thêm viện quân tới. Trong Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ có cường giả đông đảo, cường giả Vân Tiêu Thánh Điện và đám người người áo đen cũng ở nơi đây, nếu như đối phương chạy đến, phiền toái của hắn sẽ to lắm. Về phần tiếp tục đồ sát, hắn không có ngu, hắn không cho rằng mình có thể đồ sát Thiên Lang Sơn Mạch, hiện tại, hắn chỉ nghĩ cách bỏ chạy. Rất nhanh, Dương Diệp hóa thành kiếm quang lao ra ngoài. Như hắn sở liệu, chung quanh cửa vào là đàn sói đông đảo, tất cả đám sói này đều là bán thánh, số lượng nhiều tới mấy vạn. Hơn nữa khí tức rất mạnh, xem ra đều là tinh anh đã trải qua chém giết. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp nheo mắt, nếu như đám sói này công thành, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Sát! Trong đàn sói, không biết ai gào lên câu này. Giống! Mấy vạn lang yêu bán thánh cũng gào lên. Đây là thực lực chân chính của Thiên Lang Sơn Mạch. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng nhìn đàn sói lao tới, nếu như đơn đả độc đấu với chúng, hắn không sợ gì cả, nhưng bọn chúng liên thủ tấn công, đừng nói việc khác, chỉ khí thế cường đại của chúng đã làm hắn không chịu nổi. Một gã bán thánh nói với Dương Diệp, căn bản không có độ khó, 100 tên cũng không khó, 1000 tên có một khó khăn. 1 vạn tên, hắn không thể ngăn cản 1 vạn tên tấn công. Mà mấy vạn tên? Dương Diệp là người, hắn không phải thần. Cho nên, Dương Diệp không chút do dự quay người bỏ chạy. Dương Diệp không dám giữ lại thực lực, hắn ngự kiếm mà đi, hơn nữa thi triển ra tốc chi pháp tắc, hắn hóa thành tia sáng nhỏ biến mất phía chân trời. Nhưng rất nhanh, đột nhiên phía chân trời xuất hiện tấm lưới lớn màu vàng, tấm lưới lớn bắn ngược Dương Diệp trở lại. Phanh! Dương Diệp rơi xuống mặt đất không có vỡ nát, nó chỉ rung động mạnh mà thôi. Dương Diệp đứng dậy, cảm thụ được toàn thân nhức mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưới khổng lồ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phương xa, rất nhanh, khi có ngự kiếm thuật và tốc chi pháp tác gia trì, không đến mấy giây, hắn đã tới cửa thành Thiên Lang Phong. Một đạo kiếm quang bắn ra và chém vào cửa thành. Oanh! Cửa thành vỡ vụn, Dương Diệp đang muốn lao ra, lúc này, đột nhiên tấm lưới màu vàng xuất hiện tại vị trí cửa thành vỡ nát, không chỉ cửa thành xuất hiện tấm lưới. Trên tường thành chung quanh cũng xuất hiện tấm lưới vàng, chung kết nối với lưới vàng trên cao thành một thể, hình thành một lao tù thật lớn bao phủ Thiên Lang Phong vào trong. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, hắn muốn cưỡng ép phá vỡ tấm lưới vàng, mà lúc này, 10 tên nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, trong tay cầm trường thương xuất hiện ở cửa thành, Dương Diệp nhận ra lão giả này, chính là lão giả Vân Tiêu Thánh Điện thương lượng với yêu hậu trong Thiên Lang Điện. Dương Diệp cau mày, hắn lại biến mất tại chỗ. Oanh! Đúng lúc này, một tia sáng chói mắt xuất hiện phía chân trời, ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời, chiếu sáng mỗi góc nơi này, hiện tại đã không có bóng mờ nào cả. Dương Diệp cũng bị ánh sáng chiếu hiện hình. Mà lúc này, chung quanh tường thành đã tụ tập mấy vạn lang yêu bán thánh, không chỉ có lang yêu, hơn 1000 cường giả nhân loại tay cầm trường cung trong tay, những cường giả này đều là bán thánh cao cấp. Dương Diệp, người còn muốn bỏ trốn chỗ nào?
6 người áo đen đột nhiên xuất hiện chung quanh Dương Diệp, người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn bốn phía, hắn cười nói. Không cho ta đi đúng không? Tốt, hôm nay ta không đi. Ngươi đi không được. Người áo đen cầm đầu tên là Ám Ngự lạnh lùng nói. Dương Diệp, hôm nay trừ phi thánh giả đích thân tới, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu khí lớn như vậy. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ta chỉ hỏi ngươi, dám đơn đấu không? Ánh mắt Ám Ngự hơi co giật, hắn muốn nói chuyện, Dương Diệp lại chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Nghe đồn trung thổ thần châu thiên tài như chó, chiến lực siêu phàm, hôm nay, Dương Diệp ta muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi, đến từ trung thổ thần châu, có dám đánh một trận? Trong 10 chiêu không giết được ngươi, Dương Diệp ta sẽ tự sát tại nơi này. Nghe vậy, nơi này xôn xao. Cuồng, hung hăng càn quấy, phi thường cuồng, phi thường hung hăng càn quấy. Truyền thuyết trung thổ thần châu có trời sinh thánh nhân. Có thiên tài yêu nghiệt bán thánh cao cấp chém giết thánh giả, tại đó, thiên tài ở Thanh Châu chỉ là hạt cát bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp qua thiên tài đến từ trung thổ thần châu. Mà bây giờ có không chỉ một người. Ánh mắt đám người Vân Tiêu Thánh Điện và Lang Yêu đều nhìn về Ám Ngự, đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp là rùa trong hũ, cho dù hắn chạy thế nào cũng không thoát. Nếu như Dương Diệp trước khi chết có thể giúp bọn họ biết về thiên tài đến từ trung thổ thần châu, bọn họ là không ngại lãng phí một chút thời gian. Khi ánh mắt mọi người và yêu thú nhìn chằm chằm, sắc mặt Ám Ngự hơi khó coi. Nếu như hắn cự tuyệt, không hề nghi ngờ, không chỉ hắn mất mặt, hắn còn ném mặt mũi trung thổ thần châu, bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Dương Diệp một đại cảnh giới, hơn nữa Dương Diệp còn tuyên bố 10 chiêu không giết hắn sẽ tự sát. Loại tình huống này, nếu hắn còn cự tuyệt, đừng nói Vân Tiêu Thánh Điện và Thiên Lang tộc, năm người áo đen sau lưng hắn cũng xem thường hắn. Dương Diệp nói một câu đã chặt đứt tất cả đường lui của hắn. Hắn không phải sợ Dương Diệp, tuy Dương Diệp nắm giữ lấy hai chủng pháp tắc chi lực và hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh, nhưng muốn nói 10 chiêu giết hắn, đây là trò cười, hắn có chút bận tâm Dương Diệp có âm mưu gì đó, bởi vì từ khi giao phong với Dương Diệp đến nay, hắn phát hiện Dương Diệp có khi rất vô sỉ. Lúc này, bỗng nhiên Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thiên tài đến từ trung thổ thần châu, ngươi sợ sao? Yên tâm, ngươi chỉ cần nói ngươi sợ, ta sẽ thu hồi lời vừa rồi. Dù sao khi dễ loại người yếu như ngươi, ta xem thường làm. Không cần khích tướng. Ám Ngự đi đến trước mặt Dương Diệp, nói. Ta biết rõ ngươi khẳng định có âm mưu quỷ kế gì đó, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Mặc kệ ngươi đánh chủ ý gì, đều uổng phí khí lực mà thôi. Bởi vì, trong 10 chiêu, ngươi khẳng định không giết được ta. Đương nhiên, ta trong 10 chiêu cũng không giết được ngươi, trong 100 chiêu, có lẽ ta có thể thử xem, điều kiện tiên quyết là ngươi không trốn. Dương Diệp nói, nếu ngươi đáp ứng, vậy thì ít nói nhảm, chiến đi. Vậy thì đến, Ám Ngự nói, nhìn thấy hai người hết sức căng thẳng. Cường giả Vân Tiêu Thánh Điện và đàn sói chung quanh lui lại ngàn trượng. Hai người đều là siêu cấp cường giả, bọn họ giao thủ sẽ tạo thành rung động không nhỏ, mọi người cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Mọi người thối lui ra sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, trăm chuôi huyền kiếm xuất hiện chung quanh người hắn, thân thể của hắn trôi nổi theo huyền kiếm, trong người hắn tuôn ra kiếm ý vô cùng kinh khủng, lập tức ra chỉ vào thân huyền kiếm, những huyền kiếm như sống lại, rung động không dứt. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, cường giả Vân Tiên Thánh Điện và Lang Yêu Thiên Lang Sơn Mạch đều ngưng trọng. Sắc mặt Ám Ngự cũng thận trọng, bởi vì bộ dạng và tư thế của Dương Diệp, hiển nhiên hắn muốn thi triển kiếm kỹ cường đại gì đó. Hắn đã giao thủ với Dương Diệp, cho nên hắn không dám khinh địch. Một kiếm của ta. Đột nhiên, Dương Diệp đang lơ lửng trên không trung nói chuyện. Một kiếm này của ta tên là Thí Thần Đồ Thánh. Chính là tổ sư cổ kiếm trai sáng chế, có uy thế chảm thánh. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt mọi người cùng lũ yêu thú biến hóa, tổ sư cổ kiếm trai, đây chính là cường giả siêu việt thánh giả. Cường giả siêu việt thánh giả sáng chế kiếm kỹ có thể yếu sao? Ít nhất cũng là thần giai. Nghĩ vậy, mọi người và sói lui về sau trăm trượng, bọn họ sợ bị ảnh hưởng đến. Mà những cường giả nhân loại tỏa ra huyền khí cháo bao phủ chính mình. Có người xuất huyền bảo phòng ngự bảo hộ chính mình. Cũng không phải nói mọi người nhát gan, mà là thực lực Dương Diệp bày ra đó,
không nói chừng chính là kiếm ý nửa bước hư vô cảnh đã đủ làm bọn họ xem trọng. Sắc mặt ám ngự ngưng trọng, hai tay hư giơ lên, hai vòng xoáy màu đen biến ảo không ngừng, khi hai vòng xoáy màu đen xuất hiện, không gian chung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo. Thanh thế và khí thế không yếu hơn Dương Diệp chút nào. Ta một kiếm chảm ngươi. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp ở trên không trung gầm lên một tiếng, giống như tiếng sấm nổ vang, màng tai mọi người rung động rất mạnh. Sau đó mọi người nhìn thấy huyền kiếm chung quanh Dương Diệp bộc phát ra vô số đạo kiếm quang giống như mặt trời, lập tức bao trùm cả cửa thành, kiếm ý cường đại lăng lệ ác liệt ép một ít người và yêu thú thực lực kém không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người và lũ yêu thú kinh hãi, bọn họ lại lui về phía sau mấy trăm trượng. Đồng tử của ám ngự co rút dữ dội, vòng xoáy màu đen trong tay xoay tròn nhanh chóng. Đương nhiên, những kiếm quang này dù mạnh nhưng còn chưa dọa được mọi người, sở dĩ mọi người khiếp sợ là vì bọn họ cho rằng Dương Diệp muốn thi triển kiếm kỹ cường đại. Sát! Lúc này, đột nhiên trong kiếm quang truyền ra tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp, đón lấy, vô số đạo kiếm quang bắn thẳng về phía ám. Ngự, những kiếm quang kia xuất hiện trước mặt ám ngự dám chủ quan không? Đôi tay hắn nắm lấy hai vòng xoáy và đẩy tới trước mặt, trong hai vòng xoáy bộc phát hấp lực kinh khủng, hai hấp lực này không ngừng nuốt kiếm quang, một giây sau, kiếm quang biến mất. Cứ như vậy, mọi người nao nao, đây là cái gọi là thí thần đồ thành sao? Kiếm kỹ thần giai do tổ sư cổ kiếm trai sáng tạo. Uy lực chỉ như thế. Mọi người mang theo nghi vấn, ánh mắt nhìn về vị trí Dương Diệp đúng lúc trước, nơi này đã trống rỗng. Oanh! Đúng lúc này, ở cửa thành xa xa sinh ra tiếng nổ lớn, ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, Dương Diệp đã xuất hiện tại cửa thành, mà lúc này, tấm lưới màu vàng bao phủ cửa thành đang rung động mạnh. Không tốt, mắc lừa, hắn Dương Đông kích Tây. Lão giả của Vân Tiêu Thánh Điện gào lên, trong chốc lát, tất cả mọi người và yêu thú lập tức phục hồi tinh thần lại, mọi người vô cùng giận dữ, Dương Diệp đang đùa giỡn bọn họ như khỉ. Giết hắn. Ngao. Vô số yêu thú bán thánh và nhân loại bán thánh cao cấp đều lao tới cửa thành. Oanh! Mà đúng lúc này, đột nhiên tấm lưới màu vàng rung động, sau đó nó hóa thành hư vô trong mắt mọi người. Sau đó, Dương Diệp tại tất cả mọi người trong ánh mắt hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cửa thành chỗ. Trốn! Hắn trốn như thế! Tất cả mọi người cùng yêu thú khó hiểu. Một huyền giả hoàng giả cảnh có thể bỏ chạy trước mặt mấy vạn bán thánh. Hơn 1.000 bán thánh cao cấp bao vây. Mọi người cùng yêu thú không lựa chọn đuổi theo, kể cả đám người ám ngự cũng không đuổi theo. Dương Diệp có ám chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, hắn một lòng muốn chạy trốn, trừ phi có cường giả thánh giả ra tay, hoặc là có trận pháp vây khốn hắn như lúc trước, bằng không cho dù có nhiều. Bán thánh cao cấp hơn nữa cũng không làm gì được. Hắn là kiếm tu bại hoại. Lúc này, đột nhiên Long Phi tức giận nói. Thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy hắn có vài phần ngông nghênh của kiếm tu, không nghĩ tới người này lại là tiểu nhân không biết thẹn. Hừ, lần sau để cho ta gặp được, ta sẽ chém đầu của hắn. Sai. Lúc này, lão giả Vân Tiêu Thánh Điện nói. Hắn rất thông minh, loại tình huống này, nếu như hắn không làm như vậy, mặc kệ hắn thắng hay thua, kết quả của hắn đều là chết. Muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta chủ quan và hiếu kỳ. Đương nhiên. Người này vô sỉ nhưng là thật. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của lão giả còn mang theo lửa giận. Hiển nhiên, việc bị Dương Diệp lừa cũng làm hắn ghi hận. Về sau muốn giết người này, khó. Lúc này, đột nhiên ám ngự nói. Trước kia ta biết hắn có âm mưu gì đó, không nghĩ tới hắn lại đánh chủ ý chạy trốn. Nhưng ta rất hiếu kỳ, hắn làm cách nào phá trận pháp trong thời gian ngắn như thế. Trận này, cho dù là ta cũng không thể phá vỡ. Đương nhiên, cho ta nhiều thời gian thì ta có thể thử, nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ dễ dàng như hắn. Hắn làm như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt lão giả áo trắng ngưng trọng, nói. Xem ra, người này còn thần bí hơn suy nghĩ của chúng ta. Thật là thần bí. Ám ngự nói. Nếu người này đạt tới bán thánh cao cấp, không, đột phá đến bán thánh, khi đó, chỉ sợ cho dù là năm đại thiên tài cũng khó có thể đánh chết hắn. Khi đó. Thanh Châu các ngươi sẽ không phải là năm đại thiên tài, mà là sáu đại thiên tài. Đáng tiếc, lão giả áo trắng nói. Nếu trước kia chúng ta cùng xông lên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc. Ai? Ám ngự khẽ lắc đầu,
vung tay phải lên, tia sáng bao phủ nơi này biến mất, trong chàng khôi phục bình thường, nói. Đi thôi, đi đại điện thương nghị việc kế tiếp. Lão giả áo trắng gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, mà lúc này, dị biến nổi lên. Đột nhiên bóng dáng sau lưng ám ngự nhúc nhích, ám ngự cảm nhận được, không cần nghĩ hắn cũng biết là ai. Ám ngự kinh hãi gần chết, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại giết hồi mã thương. Vòng xoáy hiện ra trong tay hắn, một con dao găm đã đâm vào gáy của hắn, sau đó giọng nói của Dương Diệp lại vang lên. Đã nói 10 chiêu, ta sẽ nuốt lời sao? Đáng tiếc, người quá yếu, không cần 10 chiêu, 2 chiêu là đủ. Dương Diệp vừa dứt lời, gáy của ám ngự bắn ra một dòng máu tươi, thân thể ám ngự cứng đờ, hai mắt mở to, trong đôi mắt mang theo thần thái không thể tin, còn có hối hận. Hắn thật không ngờ Dương Diệp thật vất vả chạy đi lại giết hồi mã thương, hơn nữa còn lựa chọn giết hắn đầu tiên. Rất nhanh, thần thái trong mắt ám ngự ảm đạm. Nhất kích tất sát ám ngự, Dương Diệp cũng không có đình chỉ, hắn thu hồi thi thể ám ngự, sau đó hắn giết vào 5 người áo đen còn. Lại, bất ngờ không đề phòng, 2 gã người áo đen bị Dương Diệp chém giết tại chỗ, 3 người còn lại cũng bị kiếm nô của Dương Diệp phóng xuất ra chém giết không còn. Tất cả xảy ra thật nhanh. Từ khi Dương Diệp xuất hiện đến khi giết 6 gã áo đen, thời gian vẫn chưa tới 2 giây. Nói cách khác, rất nhiều người còn chưa phục hồi tinh thần lại, đám người ám ngự đã bị diệt toàn bộ. Sau khi thu thi thể 5 người áo đen và kiếm nô, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành ánh sáng lao ra khỏi thành. Dương Diệp, chạy đi đâu? Đúng lúc này, nơi này có tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó một tia sáng xuất hiện ở trong sân và ngăn cản trước mặt Dương Diệp, trong tia sáng chính là lão giả áo trắng của Vân Tiêu Thánh Điện. Lão giả áo trắng gầm lên giận dữ, song trưởng vỗ vào người Dương Diệp, hai tia sáng trắng hình tròn khuếch tán ra, cũng đánh tan kiếm quang của Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng bị đánh bay xa 10 trượng, hắn lại bị đánh vào trong thành. Ngao! Nội thành, mấy vạn yêu thú và cường giả bán thánh giận dữ hét lên, sóng âm như hóa thành thực chất quét qua Dương Diệp. Sau đó có vô số người và lang yêu lao về phía Dương Diệp. Mấy vạn bán thánh cùng hành động mang đến khí thế cường đại giống như mấy vạn ngọn núi ép về phía Dương Diệp, làm cho không gian chung quanh Dương Diệp đều vặn vẹo. Sắc mặt của Dương Diệp biến hóa, thời điểm này hắn không còn ham chiến, một khi bị cuốn lấy, hắn thật sự không thể ngăn cản nổi. Chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, mặt đất rung động mạnh và lao thẳng về phía lão giả áo trắng. Được tốc chi pháp tắc cùng ngự kiếm ra chỉ tốc độ, Dương Diệp hóa thành kiếm quang thật dài. Trong tay Dương Diệp là man thần kiếm. Dương Diệp cũng không có lựa chọn vượt qua lão giả áo trắng, bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho hắn vượt qua. Bởi vậy, đôi tay của Dương Diệp nắm lấy man thần kiếm và bổ vào lão giả áo trắng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tăng thêm Dương Diệp lại toàn lực, bởi vậy, trong man thần kiếm ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố. Man thần kiếm xé rách không gian nơi nó đi qua. Vào lúc Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt lão giả áo trắng thay đổi, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn không có biện pháp trốn tránh, cho dù hắn có thể trốn tránh thì hắn cũng không tránh, bởi vì một khi Dương Diệp ra khỏi cửa thành, nếu bọn muốn giết Dương Diệp, trừ phi là thánh giả ra tay, bằng không thì không có cơ hội. Trong mắt lão giả áo trắng hiện ra một tia dữ tợn, cổ tay khẽ động, một tấm thuẫn màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng rót vào trong cái thuẫn, khi huyền khí rót vào, phù văn trên cự thuẫn tỏa sáng, sau đó một tầng năng lượng màu trắng bao phủ các nơi, không đến 1/10 giây, năng lượng màu trắng đã bao phủ tấm thuẫn. Mà lúc này, man thần kiếm của Dương Diệp đã bổ vào cự thuẫn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chung quanh hai người tách ra, vô số vết nứt không gian thật nhỏ lan ra khắp nơi. Phía sau cự thuẫn. Lão giả áo trắng phun ra một ngụm máu, sau đó cự thuẫn bay ngược về phía sau, đôi tay Dương Diệp nắm lấy man thần kiếm vẫn dán chặt vào cự thuẫn, năng lượng phía trên cự thuẫn màu trắng không ngừng nổ tung. Lão giả áo trắng bị chấn động lùi lại, cứ như vậy, lão giả áo trắng bị buộc ra khỏi cửa thành, sau đó hắn lui tới dưới chân núi. Trong quá trình này, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào vẫn không thể làm mình dừng lại. Phía sau hai người là mấy vạn cường giả bán thánh. Còn có hơn 1.000 tên cường giả bán thánh cao cấp. Phía trước hai người, không biết từ chỗ nào đã tụ tập rất nhiều lang yêu, đám lang yêu này không dám tới gần, cũng không cách nào tới gần, bởi vì tốc độ của Dương Diệp cùng lão giả áo trắng đã nhanh tới mức chúng không nhìn thấy.
Trong quá trình lão giả áo trắng lui lại, lão giả áo trắng đã phun ra mấy ngụm máu, ánh sáng trên cự thuẫn cũng biến mất, man thần kiếm của Dương Diệp vẫn dán vào cự thuẫn, lão giả áo trắng sức đã không còn năng lực thừa nhận, bởi vậy, hai tay cầm thuẫn cũng vỡ ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Dương Diệp cười lạnh, lúc này, đột nhiên lão giả áo trắng hoảng hốt, bởi vì cảm giác sợ hãi bao phủ nội tâm của hắn, hắn đang muốn làm ra phản ứng, lúc này, một bóng đen hiện ra sau lưng hắn, sau đó dao găm đã đâm vào gáy của hắn. Dao găm di chuyển nhẹ nhàng, đầu của lão giả áo trắng bay ra ngoài. Máu tươi phóng lên trời. Dương Diệp vươn tay bắt lấy cự thuẫn, hắn ném nó vào không gian trong cổ sao. Tấm thuẫn này có thể ngăn cản sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của hắn, nhất định không phải là phàm vật, hắn phải giữ lại thứ này. Sau khi thu cự thuẫn, U Vô Ảnh cũng không có biến mất, thân thể biến mất trong cái bóng của Dương Diệp. Đây là suy nghĩ bộc phát của hắn, U Vô Ảnh nắm giữ ám chi pháp tắc, mà hắn cũng nắm giữ ám này pháp tắc, chẳng phải hai bên có thể nấp trong cái bóng của nhau hay sao? Có suy nghĩ như thế, về sau hắn giao thủ với người khác. Trong cái bóng của hắn xuất hiện một người, đó sẽ là tràng cảnh như thế nào? U Vô Ảnh nấp trong cái bóng của hắn, không những cho địch nhân một kích chí mạng vào lúc mấu chốt, càng có thể phòng bị người khác đánh lén hắn. Tóm lại, hắn không chỉ có một bảo vệ thiếp thân cường đại, càng có thể âm người chết không đền mạng. Cất kỹ cự thuẫn màu trắng, Dương Diệp đang muốn rời đi, lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn quay người nắm lấy man thần kiếm và bổ mạnh một cái. Keng! Man thần kiếm bổ vào một mũi tên màu vàng, ngoài dự kiến chính là, mũi tên này không có vỡ vụn, ngược lại man thần kiếm của Dương Diệp rung động mạnh, hắn cũng bị đánh bay mấy trăm trượng. Nhìn cổ tay của mình vỡ ra, trong mắt Dương Diệp xuất hiện thần thái ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này, phía chân trời có 1000 danh thủ bán thánh cao cấp cầm cây cung màu vàng, những trường cung bị kéo căng, một mũi tên màu vàng ngưng tụ trên đó. Truy hồn. Sau đó có vô số mũi tên bay ra ngoài. Những mũi tên này bắn ra không lộn xộn, ngược lại khi bay đã hợp nhất với nhau hình thành một mũi tên màu vàng duy nhất. 1000 tên bán thánh cao cấp tụ tập lực lượng cùng một chỗ, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Dù sao ra đầu Dương Diệp đã ngứa ngáy dữ dội, hắn căn bản không có ham chiến, quay người hóa thành kiếm quang bay đi, một giây sau, Dương Diệp đã xuất hiện cách đó mấy ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi lần nữa, hắn xoay người nhìn lại, một mũi tên màu vàng xuyên thấu không gian xuất hiện trước mặt hắn, ở cuối mũi tên là một lỗ đen. Đúng là truy hồn. Trong mắt Dương Diệp hiện ra thần sắc hung ác, đôi tay nắm lấy man thần kiếm và bổ mạnh lần nữa, lúc này hắn dùng lực lượng toàn thân, hơn nữa còn ra chỉ kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Lực lượng cường địa của man thần kiếm lực đánh không gian chung quanh vỡ ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh! Kiếm cùng mũi tên va chạm với nhau, cả hai đều rung động mạnh, Dương Diệp lại biến sắc, hắn bị đẩy lùi đi xa mấy ngàn trượng. Lúc này mũi tên màu vàng đã xuất hiện trước mặt hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố làm không gian chung quanh vặn vẹo. Khóe miệng của Dương Diệp co lại, hắn cũng không dám để mũi tên bắn trúng người, hắn không chút nghi ngờ, mũi tên này tuyệt đối có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn, mà một khi bị mũi tên này xuyên thủng, lực lượng khủng bố trong đó tuyệt đối sẽ giết hắn ngay lập tức. Dương Diệp nắm man thần kiếm vỗ xuống lần nữa. Bành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lúc này, Dương Diệp lại bay ra xa. Cứ như vậy, mũi tên này như ròi trong xương, nó vẫn bám lấy Dương Diệp. Rốt cục, Dương Diệp không có đường chạy trốn. Nhìn mũi tên xuất hiện trước mặt lần nữa, trên mặt Dương Diệp sinh ra lệ khí, sau đó cổ tay Dương Diệp khẽ động. Cổ sao xuất hiện trên tay trái của hắn, ý kiếm ngưng hiện, ý kiếm tiến vào cổ sao, sau đó hắn rút ra. Ông, được sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh gia trì, một đạo kiếm khí điệp ra 25 lần bắn ra ngoài, cũng chém vào mũi tên kia. Còn chưa xong, sau khi điệp ra 25 đạo kiếm khí, còn có 25 đạo kiếm khí điệp ra chém tới. Oanh, từng tiếng nổ lớn vang lên, vô số khí kình khuếch tán khắp bốn phương. Không gian chung quanh bị san bằng thành bình địa. Sau nửa ngày, khí lãng biến mất, mũi tên màu vàng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó hắn ngồi xuống đất, liên tục thi triển 3 lần 25 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra với nhau, hắn thật sự thoát lực. Dương Diệp, người bây giờ đã kiệt sức rồi.
Đúng lúc này, một gã nam tử xuất hiện. Nam tử này chính là Vân Tiêu Thánh Điện Long Phi. Long Phi đi từng bước về phía Dương Diệp, hắn cười lạnh, nói. Dương Diệp, không thể không nói, ngươi rất mạnh, ngay cả tiễn vệ đội của Vân Tiêu Thánh Điện công kích cũng không thể giết ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn chết trong tay của ta. Ta vẫn đang tìm cơ hội nhất chiến thành danh, đáng tiếc, ta vẫn không thể như nguyện. Nếu hôm nay ta giết ngươi, danh tiếng của Long Phi ta chắc chắn khiếp sợ cả Thanh Châu. Nói xong, thân hình Long Phi khẽ động và lao về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, chịu chết đi. Sau khi Dương Diệp trốn ra khỏi cửa thành, Long Phi vẫn theo sau, mục đích là tìm cơ hội giết Dương Diệp. Đáng tiếc, một đường đi theo, hắn vẫn không tìm được cơ hội, ngược lại cũng nhìn thấy sự khủng bố của Dương Diệp. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp khủng bố cỡ nào, hắn đã không định tiếp tục đuổi theo. Bởi vì hắn không có nắm chắc đánh chết Dương Diệp. Nhưng hắn lại không ngờ, ông trời lại cho hắn cơ hội, Dương Diệp lại trọng thương thoát lực. Cơ hội ngàn năm khó gặp. Long Phi không có buông tha cơ hội này, hắn đã ra tay. Nhưng rất nhanh, hắn dừng lại, bởi vì Dương Diệp đứng lên, trong tay Dương Diệp còn nắm một thanh cự kiếm. Nhìn cự kiếm, sắc mặt Long Phi ngưng trọng, sâu trong mắt còn sinh ra thần sắc kiêng kỵ tràng cảnh Dương Diệp huy kiếm vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn. Nhìn thấy Long Phi dừng bước lại, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Như thế nào, ngươi không muốn giết ta thành danh sao? Nói thực, linh khí của ta khô cạn, nếu ngươi ra tay, ngươi lẽ có cơ hội đấy. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Long Phi hung dữ nói. Vậy ngươi đến đây. Dương Diệp cười lạnh nói. Sắc mặt Long Phi đầy hung ác, trong người hắn tuôn ra khí thế đáng sợ, sau đó cũng đè ép Dương Diệp. Nhưng khí thế này lại bị kiếm ý của Dương Diệp đánh sơ xác. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Long Phi biến hóa liên tục, hắn vốn chuẩn bị động thủ nhưng lại do dự. Phế vật! Dương Diệp lạnh nhạt liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó hắn xoay người đi một bước, sau khi đi một bước, Dương Diệp đã biến mất trước mặt Long Phi. Tại chỗ, sắc mặt Long Phi khó xem tới cực điểm. Hắn muốn động thủ, thật muốn động thủ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Dương Diệp thì nội tâm hắn yếu ớt, đặc biệt khi nghĩ tới cảnh Dương Diệp giết bán thánh cao cấp như giết chó, sâu trong lòng hắn xuất hiện tiếng nói, không nên động thủ, không nên động thủ. Một khi hắn cưỡng ép động thủ, trong đầu sẽ xuất hiện cảnh tượng Dương Diệp đánh chết đám người ám ngự. Lúc này, Long Phi kinh hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã khắc sâu trong lòng hắn giống như Lâu Thiên Tiêu, đó là tồn tại không thể chiến thắng. Dương Diệp vừa rời đi không đến 2 giây, hơn 1.000 cường giả bán thánh cao cấp cầm trường cung đứng tại vị trí của Dương Diệp lúc nãy. Không có khí tức. Nam tử trung niên cầm đầu nhìn ra xa xa, sắc mặt âm trầm. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nói. Không nghĩ tới kẻ này không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể phá vỡ một kích hợp lực của chúng ta. Quả nhiên rất mạnh. Nói đến đây, nam tử trung niên nhìn về phía Long Phi, nói. Long Phi, người đã giao thủ với hắn. Mí mắt của Long Phi hơi nhảy lên, lập tức nói. Chiến hơn 100 hiệp, vốn có thể bắt người này, nhưng ta chủ quan nên hắn chạy thoát. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hắn không tin, mà lúc này, Long Phi lại nói. Đương nhiên, sở dĩ người này thua ta, chủ yếu là bởi vì hắn bị một tiễn, truy hồn, của các vị đánh trọng thương, bằng không người trốn chính là ta. Nghe vậy. Lông mày trên mặt nam tử trung niên giãn ra, bởi vì như vậy mới hợp lý, hắn gật đầu, nói. Chúng ta quay trở lại Hiên Lang Sơn Mạch, Thánh Điện ít ngày nữa ẽ phái hộ pháp áo vàng tới. Hộ pháp áo bào vàng. Long Phi thất thanh nói. Thánh giả, Thánh Điện chúng ta muốn xuất động Thánh giả. Nam tử trung niên gật đầu, nói. Vân Hải Thư Viện đang mang trọng đại, cũng cực kỳ trọng yếu với Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta, cho nên... Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Vân Hải Thư Viện, không chỉ chúng ta, bên phía Thiên Lang Sơn Mạch cũng đã đi Huyễn Quật Sơn Mạch tìm Minh Hữu Mãng tộc cầu viện. Lúc này là thời điểm quyết chiến chân chính, chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người nam tử trung niên biến mất tử tại chỗ, Long Phi vẫn đứng yên không rời đi. Một phút đồng hồ sau, đột nhiên một đống lá cây trên mặt đất hơi động, rất nhanh, một người xuất hiện trên đống lá cây. Người này chính là Dương Diệp. Lúc trước hắn cũng không có rời đi, không phải là không muốn rời đi, mà hắn thật sự không có khí lực.
Khi ở trong cung điện dưới đất của Thiên Lang Phong, hắn đã tiêu hao 7-8 phần huyền khí, sai khi tới nơi này, hắn lại thi dương ba đạo 25 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, cho nên huyền khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Tóm lại, lúc đối mặt với Long Phi, hắn nói câu huyền khí trong cơ thể ta tiêu hao sạch sẽ, thân thể thoát lực không phải là giả. Hắn khi đó không có lực lượng, bằng không hắn đã sớm trực tiếp diệt sát Long Phi. Hắn cũng muốn triệu hồi kiếm nô trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận khí tức của 1000 tên cường giả đang tới gần, cho nên hắn quyết đoán buông tha và ẩn nấp. 1000 tên cường giả đều là bán thánh cao cấp, hắn và kiếm nô rất mạnh nhưng không thể địch lại nhiều người, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Hơn nữa một khi bị quấn lấy, đằng sau còn có yêu thú đuổi theo, hắn sẽ chết. Dương Diệp cũng không có lựa chọn rời đi, hắn tìm nơi ẩn nấp, sau đó lấy ra một ít năng lượng thạch siêu phẩm và bắt đầu hấp thu. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng cùng tử điêu chui ra khỏi lồng ngực của hắn. Tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên nước mắt của nàng chảy ra, sau đó nước mắt hóa thành linh khí. Sau khi tiểu gia hỏa xuất hiện, nơi này sinh ra dị biến, đột nhiên linh khí chung quanh rót vào trong người nàng, những linh khí này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã hình thành linh khí phong bạo. Dương Diệp cùng tử điêu đều ngây người. Đây là quái vật gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Diệp cùng tử điêu, linh khí chung quanh càng lúc càng nhiều rót vào cơ thể tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng lại tham lam hấp thu, vẻ mặt của nàng còn mang theo say mê. 3. Đột nhiên, Dương Diệp vỗ vào đầu tiểu gia hỏa, nói. Mau dừng lại. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn Dương Diệp, cuối cùng, nàng suy nghĩ cái gì đó. Sau đó tiểu chảo vung lên nhẹ nhàng, vô số linh khí phong bạo chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác thân thể sảng khoái, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ mê say. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt tiểu gia hỏa màu trắng nở nụ cười, sau đó lại bắt đầu hấp thu linh khí. 3. Tử điêu vỗ vào đầu Dương Diệp lập tức phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến dáng dấp của mình lúc trước, mặt già Dương Diệp đỏ lên, sau đó hắn vỗ đầu tiểu gia hỏa màu trắng, nói. Đừng hấp thu nữa, nếu như thế sẽ dẫn rất nhiều người tới đây. Tiểu gia hỏa màu trắng quá mức khủng bố, trực tiếp làm linh khí chung quanh vọt tới, từ đó tạo thành thanh thế quá lớn, hơn nữa nhìn dáng dấp của nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Dương Diệp dám cho tiểu gia hỏa tiếp tục, hắn vội vàng ra tay ngăn cản, bằng không sẽ có bao nhiêu lão quái vật chạy tới, nói không chừng thánh giả cũng sẽ đến. Tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn Dương Diệp, dáng vẻ ta cũng phân cho ngươi. 3. Tử điêu vỗ đầu tiểu gia hỏa, nói. Không cho phép giả đáng yêu. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của tử điêu ửng đỏ, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lại đập vào đầu tiểu gia hỏa hai cái. Tiểu gia hỏa rất có hảo cảm với tử điêu, bị tử điêu đập hai cái cũng không có tức giận, ngược lại còn bay đến trước mặt tử điêu, cũng phân linh khí cho tử điêu, vẻ mặt nịnh nọt. Nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng nịnh nọt như vậy, sắc mặt tử điêu đẹp hơn một ít. Sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp, lại chỉ vào chính mình, cuối cùng lại chỉ tiểu gia hỏa, sau đó lúc lắc tiểu chảo, giống như đang nói, Dương Diệp là của nàng, ngươi đừng nghĩ. Tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn tử điêu, sau đó lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, nàng mờ mịt gật đầu. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, sau đó nói với tiểu gia hỏa. Về sau không có ta cho phép, không thể làm như vậy, biết không? Bởi vì ngươi làm như vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều người xấu đến. Những người xấu kia có khả năng phi thường cường đại, mà bọn họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ bắt giam ngươi, có sợ không? Nghe được Dương Diệp nói ba chữ, bắt giam ngươi, thân thể tiểu gia hỏa màu trắng khẽ run lên, sau đó bổ nhào vào trong ngực Dương Diệp, cái đầu nhỏ lắc lắc, nước mắt không ngừng chảy xuống, hiển nhiên, bị giam mấy trăm năm đã tạo thành tâm lý oán hận trong lòng nàng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng bổ nhào vào trong ngực Dương Diệp, tử điêu tức giận nhưng khi thấy tiểu gia hỏa thúc thích nỉ non, nàng bĩu môi, nàng lại vỗ lên đầu của Dương Diệp, dáng dấp nói Dương Diệp đã sai lầm. Dương Diệp. Hồi lâu, Dương Diệp trấn an tiểu gia hỏa màu trắng cùng tử điêu, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm. Một giờ sau, Dương Diệp cơ bản đã khôi phục trở lại, sau đó Dương Diệp bắt đầu luyện chế kiếm nô. Ba canh giờ sau, Dương Diệp và 6 gã áo đen cùng lão bạch cũng bị luyện thành kiếm nô. Vào lúc này, hắn có 17 kiếm nô cường đại kiếm nô. Không tính U Vô Ảnh, 13 người kiếm nô áo đen đều cực kỳ khủng bố,
bởi vì nếu như giao thủ chính diện mà không thi triển tiêu vong pháp tắc và kiếm vực, cho dù là hắn cũng không thể thắng 13 tên người áo đen liên thủ. Trừ 13 tên người áo đen, lão Mạc lão Bạch cũng rất mạnh, bởi vì Dương Diệp phát hiện, sau khi hai yêu lang này biến thân cũng không thua kém gì nam tử áo vàng. Có thể nói, tiểu đoàn thể của Dương Diệp hiện tại đã mạnh tới mức khủng bố. Đương nhiên, đối mặt thánh giả, hắn không chịu nổi một kích. Thu hồi kiếm nô, Dương Diệp xuất ra cổ sao, nói. Cho ta xem bảo bối của Thiên Lang Vương là thế nào. Nói xong, tinh thần lực Dương Diệp khẽ động và xâm nhập vào trong cổ sao. Sau khi nhìn thấy đồ vật trong cổ sao, Dương Diệp ngây người, hắn cũng biến mất tại chỗ. Phát tài, phát tài, lão tử phát tài. Yêu thụ nội đan, Dương Diệp nhìn thấy nội đan rậm rạp chằng chịt, số lượng có hơn vạn viên, trong đó, thấp nhất đều là bán thánh giai. Hơn vạn viên nội đan bản thánh giai, đó là số lượng khủng bố cỡ nào. Tại linh giới, công nhận hai chủng tiền lưu thông chính là yêu thú nội đan và năng lượng thạch siêu phẩm. Trong đó nội đan và năng lượng thạch siêu phẩm có thể dùng tu luyện, bày trận, vẽ phù văn, luyện đan, tất cả đều cần năng lượng thạch siêu phẩm và nội đan. Mà so sánh nội đan yêu thánh và năng lượng thạch siêu phẩm với nhau, giá trị của nội đan hơn xa năng lượng thạch, đặc biệt là nội đan đã ngoài hoàng cấp. Bởi vì bất kể là bày trận hay vẽ phù văn, hoặc là luyện khí, yêu thú nội đan đều là thứ cần thiết. Không chỉ như thế, đại trận thủ thành và cự pháo năng lượng của Vân Hải Thành đều cần nội đan thúc dục. Còn nữa, tại Thanh Châu có 12 vị yêu vương, có 12 vị yêu vương trấn nhiếp, ai dám tùy ý đổ sát yêu thú ngoài hoàng cấp. Dưới loại tình huống như thế, yêu thú nội đan chân quý còn vượt qua cả năng lượng thạch siêu phẩm. Một viên nội đan bán thánh có giá trị 100 vạn năng lượng thạch siêu phẩm, hơn nữa có tiền không mua được. Một vạn viên, tương đương với bao nhiêu năng lượng thạch siêu phẩm? Dương Diệp không có tính toán, bởi vì dù sao rất nhiều, đủ cho người khác dùng vài đời. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động và hưng phấn trong lòng, hắn nhìn sang một bên khác, đó là đồ vật dọn ra từ Huyền Bảo Phòng. So sánh với nội đan, đồ vật của Huyền Bảo Phòng không nhiều, chỉ có 10 món. Nhưng trái tim của Dương Diệp lại đập mạnh. Bởi vì này 10 kiện này thấp nhất đều là tiên giai, hơn nữa trong đó còn có một kiện thần giai. Ánh mắt Dương Diệp nhìn sang kiện Huyền Bảo Thần Giai, Huyền Bảo Thần Giai này có tạo hình kỳ lạ, nó có màu xanh lá và chậm rãi xoay tròn trên không trung. Trừ khối lập phương, chung quanh còn có 9 thanh tiên giai, nhưng toàn bộ đều là tiên giai hạ phẩm. Hiện tại, những Huyền Bảo tiên giai hạ phẩm đều cách khối lập phương thật xa, dường như rất sợ khối lập phương. Trầm ngâm một chớp mắt, tâm niệm Dương Diệp vừa động, hắn rời khỏi không gian cổ sao, cùng lúc đó, hắn cũng mang khối lập phương ra. Dương Diệp đi đến trước khối lập phương. Lúc này, đột nhiên khối lập phương bộc phát ánh sáng màu xanh đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp mặt không đổi sắc, trong cơ thể sinh ra hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh ngăn cản công kích, oanh, một tiếng, ánh sáng màu xanh biến mất. Lúc này, khối lập phương rung động, nó biến hóa nhanh chóng, biến lớn gấp trăm lần, cũng vây khốn Dương Diệp vào bên trong. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, không gian trong nơi này biến mất. Kết cấu thay đổi, kết cấu không gian chung quanh cũng biến hóa. Ban đầu, không gian chung quanh Dương Diệp là trên dưới trái phải, nhưng đến lúc này, trong không gian màu xanh lá này, không gian chung quanh đều vặn vẹo, hắn cũng không thể phân biệt trên dưới trái phải, chỉ có vặn vẹo một cách quỷ dị, loại tình huống này rất quỷ dị, phi thường quỷ dị, hắn chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại, hắn còn cảm nhận lực xoắn kinh khủng đè ép bản thân mình. Trong lòng Dương Diệp kinh ngạc, hắn vội vàng thi triển kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là, sau khi kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh xuất hiện, ánh mắt hắn thay đổi, bởi vì hắn bị lực lượng thần bí vây khốn. Không chỉ có như thế, Dương Diệp còn kinh hãi phát hiện, hắn hiện tại vẫn không thể động đậy. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, lúc này, hắn nhớ tới yêu hậu lúc trước nói chuyện. Lúc ấy... Yêu hậu nói có một kiện Huyền Bảo Thần Giai dị thứ nguyên phương có thể vây khốn hắn, không chỉ vây khốn hắn, ngay cả thánh giả cũng cần thời gian phá vỡ dị thứ nguyên. Không hề nghi ngờ, khối lập phương này chính là dị thứ nguyên phương mà yêu hậu đã nói. Nếu như yêu hậu không có nói láo, này dị thứ nguyên phương liền thánh giả đều có thể vây khốn, có lẽ sẽ bị vây khốn ngắn ngủi, nhưng với hắn mà nói, đó là việc phi thường khủng bố.
Cường giả thánh giả siêu việt pháp tắc, không chỉ siêu việt pháp tắc, càng có thể bao trùm thiên địa, có thể nói, thiên hạ này đã rất ít có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng dị thứ nguyên phương này lại tạo thành ảnh hưởng lên thánh giả, nó khủng bố cỡ nào. Tuy dị thứ nguyên phương chỉ dựa vào bản năng bảo hộ mình, nhưng Dương Diệp triệt để thu hồi lòng khinh thường, hắn không dám chủ quan khinh địch. Kiếm ý cùng sát ý vô dụng, Dương Diệp trực tiếp thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, nơi này biến thành màu đen, lực lượng xé rách hắn cũng dừng lại, cùng lúc đó, không gian chung quanh dần dần nhúc nhích. Trong kiếm vực, Dương Diệp hắn chính là chúa tể, dị thứ nguyên phương mạnh nhưng cuối cùng nó không có người điều khiển, bởi vậy nó không có năng lực phá vỡ kiếm vực. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Lúc này, dị thứ nguyên phương biến về như cũ, sau đó bản năng muốn chạy trốn, nó lại bị Dương Diệp dùng kiếm vực cùng kiếm ý còn có sát ý áp chế gắt gao. Dương Diệp đi đến trước mặt khối lập phương, nhìn nó hồi lâu, cổ tay Dương Diệp khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay, sau đó man thần kiếm trực tiếp đặt lên trên khối lập phương. Thần phục ta, bằng không thì chết. Dương Diệp lạnh lùng nhìn khối lập phương, giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Hắn biết rõ, đối phương có thể hiểu ý của hắn. Khối lập phương rung động, sau đó ánh sáng màu xanh bạo phát ra, nó vừa bạo phát ra đã bị kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp phá hủy sạch sẽ. Trong mắt Dương Diệp sinh ra thần thái dữ tợn, nói. Ngươi cho rằng ta không thể diệt ngươi sao? Nói xong, một cổ tiêu vong chi lực xuất hiện trên mũi kiếm của Dương Diệp, trong chốc lát, không khí chung quanh mũi kiếm hóa thành hư vô, cùng lúc đó, không gian quanh mũi kiếm cũng tối sầm, điểm đen mở rộng ra nhưng bị kiếm vực của Dương Diệp ngăn chặn. Dương Diệp không biết tiêu vong pháp tắc có thể tạo thành uy hiếp với thánh giả hay không, hắn chưa từng thử qua, hắn có nắm chắc, tiêu vong pháp tắc có thể tạo thành uy hiếp nhất định với khối lập phương. Sau khi tiêu vong pháp tắc xuất hiện, dị thứ nguyên phương lập tức rung động, nó đang sợ hãi. Một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Dương Diệp nói chuyện rất lạnh lùng, cùng lúc đó, mũi kiếm man thần kiếm đã tới gần khối lập phương. Dị thứ nguyên phương rung động càng mạnh. Không thuần phục, vậy ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói xong, man thần kiếm đã ấn vào dị thứ nguyên phương. Vào lúc này, khối lập phương rung động cùng lợi hại giống như phát sốt. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím xuất hiện, tử điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó ngăn cản Dương Diệp. Sắc mặt của tử điêu mang theo lo lắng và tức giận, tiểu trảo của nàng không ngừng khoa tay múa chân. Hồi lâu, khóe miệng Dương Diệp co giật, nói. Ngươi nói là, kỳ thật nó đã sớm nguyện ý thần phục. Tử điêu gật đầu. Vì sao nó không nói chuyện? Dương Diệp tức giận nói. Bởi vì nó không biết nói chuyện, nhưng lại bị ngươi áp chế, nó không thể động đậy. Còn nữa, nó đã tỏ vẻ, ngươi không có thấy nó đang run rẩy hay sao? Nó đang cầu xin tha thứ. Tử điêu trong tình thế cấp bách C đã nói tiếng người, nói xong nàng lại hối hận, nổi giận lườm Dương Diệp. Nghe được tử điêu nói thế, mặt già của Dương Diệp đỏ lên, thì ra mình nghĩ lầm. Dương Diệp cười mỉa, sau đó nhìn sang dị thứ nguyên phương, nói. Nếu ngươi nguyện ý thần phục, vậy thì tới đi. Đến cái đầu ngươi. Tử điêu vỗ vào đầu Dương Diệp, nói. Nhỏ một giọt bổn mạng tinh huyết của ngươi lên nó. Như vậy có thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tử điêu lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải. Chủ yếu là nó nguyện ý. Nếu như nó không muốn, ngươi có nhỏ một vạn giọt cũng vô dụng. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết rơi vào khối lập phương. Tinh huyết vừa dung nhập vào khối lập phương, nó lập tức biến mất. Sau đó Dương Diệp khẽ chau mày, hồi lâu, Dương Diệp mới cảm giác tâm thần của mình đã thành lập liên hệ với khối lập phương này. Dương Diệp thu hồi kiếm vực cùng kiếm ý, hắn vẫy tay. Dị thứ nguyên phương rơi vào tay của hắn. Nắm dị thứ nguyên phương, tâm niệm Dương Diệp vừa động, dị thứ nguyên phương biến lớn gấp trăm lần, cũng bao phủ hắn vào trong. Vật ấy không chỉ có thể làm mệt mỏi, giết người, còn có thể dùng để phòng ngự. Quả nhiên là công phòng nhất thể. Cảm nhận không gian chung quanh rất kiên cố, trên mặt Dương Diệp sinh ra thần sắc hưng phấn. Dị thứ nguyên phương có năng lực làm mệt mỏi, có thể vây khốn thánh giả, nói cách khác. Nếu như dùng để phòng thủ, ít nhất có thể ngăn cản một chiêu hai chiêu của cường giả thánh giả. Có thể ngăn cản cường giả thánh giả công kích. Dương Diệp hưng phấn không nhỏ, nhưng đáng tiếc dị thứ nguyên phương lại tiêu hao huyền khí quá khủng bố,
một giây đã tiêu hao 1/5 huyền khí của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại rất cố sức khi dùng dị thứ nguyên phương, tối đa chỉ có thể vây khốn đối phương 5 giây, nếu như dùng phòng ngự, hắn cũng chỉ phòng ngự 5 giây. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng Dương Diệp đã rất thỏa mãn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh đỉnh phong, chờ hắn trở thành bán thánh, nhất định có thể phát huy uy lực của dị thứ nguyên phương. Tâm niệm Dương Diệp vừa động, dị thứ nguyên phương lập tức chui vào mi tâm thức hải của hắn. Hắn chuẩn bị xem 9 kiện tiên khí còn lại. Oanh! Đột nhiên, phía chân trời sinh ra tiếng nổ mạnh. Vào lúc này, thiên địa run rẩy dữ dội, sau đó cả thế giới sinh ra mưa máu. Hiện tại, ánh mắt tất cả cường giả Thanh Châu đều nhìn về hướng Vân Hải Thành. Thánh giả chết! Sau mưa đỏ là rất nhiều sương mù màu trắng rơi xuống, những sương mù màu trắng này che phủ toàn bộ Vân Hải Thành cùng với Thiên Lãng Sơn Mạch. Dương Diệp nhẹ nhàng vung tay lên, một tia sương mù màu trắng rơi vào trong tay hắn, nhìn sương mù màu trắng bồng bềnh trong tay rất lâu, Dương Diệp lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thánh giả ngã xuống, linh khí của bản thân trả lại cho trời đất, hóa ra điều này là thật. Nếu muốn trở thành thánh giả, nhất định phải hấp thu rất nhiều linh khí cùng với hồng mông tử khí. Mà những linh khí cùng hồng mông tử khí này đều là căn bản của thế giới này. Có thể nói, muốn trở thành thánh giả thì tương đương với phải tranh cùng trời. Nói chính xác là khi bước lên con đường tu luyện này, bản thân cũng đã tranh cùng trời. Tranh gì? Dĩ nhiên là tranh giành mạng sống. Bất kỳ một thế giới nào, một khi linh khí khô cạn thì nó đã cách sự hủy diệt cũng không xa. Mà nếu huyền giả muốn sống lâu hơn, dĩ nhiên phải hấp thu linh khí tới làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, người cùng trời tự nhiên trở thành đối lập. Đây cũng là lý do vì sao khi sau cảnh giới hoàng giả, hễ huyền giả muốn thăng cấp đều phải độ kiếp. Bởi vì huyền giả sau cảnh giới hoàng giả cần linh khí rất lớn. Thế giới này sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Đặc biệt là thánh giả, mỗi một người trở thành thánh giả sẽ cần số lượng linh khí quả thực khó có thể tính hết. Hơn nữa thánh giả còn cần hồng mông tử khí, điều này tương đương với tinh khí thần của trời đất, mất đi. Một chút cũng có nghĩa là tuổi thọ của thế giới này cũng sẽ biến mất một chút. Cho nên, thành thánh lại tương đương với đoạt mạng trời. Bởi vậy, muốn thành thánh sẽ đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, một khi thánh giả ngã xuống, linh khí của bản thân hắn sẽ trả lại cho trời đất này. Đây cũng là nguyên nhân mỗi một thế giới đều có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Bởi vì nếu như chỉ ra không vào, sợ rằng bất kỳ một thế giới nào cũng chỉ sau mấy vạn năm sẽ khô cạn mà bị hủy diệt. Thánh giả cũng đã ngã xuống, xem ra là chơi thật rồi. Nhìn phía chân trời tràn ngập sương mù màu trắng, vẻ mặt Dương Diệp dần dần trở nên nghiêm trọng. Trước đó, có thể có thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch chỉ đánh nhỏ, tranh cãi nhỏ, hai bên đều không có thật sự liều mạng. Nhưng bây giờ có thánh giả ngã xuống. Điều này có nghĩa là hai bên thật sự sẽ không chết không dừng. Không biết là thánh giả của Thư viện Vân Hải ngã xuống hay là Thiên Lang Sơn Mạch, nếu như là Thư viện Vân Hải. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ban đầu, hai bên có số lượng thánh giả bằng nhau, có thể ngăn cản được nhau. Mà bây giờ, một thánh giả ngã xuống, điều này có nghĩa là bên có thánh giả ngã xuống sẽ ở thế hạ phong, thậm chí trực tiếp phân ra thắng bại. Trầm ngâm một lát. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, chạy về phía Vân Hải Thành. Bất kể là thánh giả bên nào ngã xuống, hắn đều phải trở về, bởi vì đám người vô song còn đang ở Vân Hải Thành. Dương Diệp vừa trở lại Vân Hải Thành, trước mắt chợt mơ hồ, tiếp theo, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên vặn vẹo. Rất lâu sau, khi Dương Diệp mở mắt ra, hắn đã ở trong một gian đại điện. Phía trên đại điện là viện trưởng của Thư viện Vân Hải. Theo thứ tự ở hai bên trái phải của hắn là 5 lão già. 6 gã thánh giả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm Dương Diệp bỗng chốc đập nhanh. Vậy thánh giả ngã xuống là của Thư viện Vân Hải. Ngoại trừ 6 cường giả thánh giả ra, Thương Thanh Ảnh cùng Ngọc Vô Song cũng ở đây. Hai nàng đều nhìn Dương Diệp, trong mắt Thương Thanh Ảnh có phần phức tạp, trong mắt Ngọc Vô Song lại lo lắng. Vì sao lại tiêu diệt ám viện? Viện trưởng đột nhiên trầm giọng nói. Tính sổ sau à? Vẻ mặt Dương Diệp không thay đổi, nói. Bọn họ muốn giết ta. Nhưng ngươi còn sống, tất cả bọn họ chết. Lão già áo bào đen bên cạnh viện trưởng đột nhiên trầm giọng nói. Ở trong mắt hắn có sát ý. Đây là trác giáo viên của ám viện. Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói.
hóa ra là người đứng đầu ám viện. Dương Diệp cẩn thận quan sát Trác giáo viên này, sau đó nói. Thực lực bọn họ yếu thì trách ta được sao? Có phải ngươi cảm thấy có cổ kiếm trai che chở cho ngươi thì ngươi có thể không cần sợ hãi không? Trác giáo viên trầm giọng nói. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, ngoại trừ viện trưởng này, vẻ mặt bốn lão giả thánh giả còn lại đều trầm xuống. Rõ ràng, bọn họ đều cho rằng Dương Diệp ỷ có thánh giả của cổ kiếm trai che chở, cho nên làm loạn không kiêng nể gì như vậy. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn các thánh giả, nói. Thứ nhất, ta giết ba nhi tử của Thiên Lang Vương, thứ hai, ta tập trung người trong toàn thành lại, trở thành một lực lượng của Thư viện Vân Hải ta, thứ ba, ta giữ được Vân Hải Thành, đồng thời dẫn người giết chết mấy trăm vạn lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch. Nói đến đây, giọng Dương Diệp cao hơn. Cho nên, ám viện có tồn tại hay không, căn bản không quan trọng. Bởi vì, một mình Dương Diệp ta lại tốt hơn tất cả đám người bọn họ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, cơ mặt đám người viện trưởng khẽ giật. Khẩu khí này thật lớn, nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bác. Trác giáo viên này tức giận vô cùng, bị Dương Diệp trực tiếp nói ám viện của mình còn không bằng một mình hắn. Trác giáo viên làm sao không tức giận được, bởi vậy lập tức nổi giận nói. Đúng, Dương Diệp ngươi có thiên phú mạnh mẽ, là yêu nghiệt, đám người ám viện ta không bằng người, nhưng như vậy thì người có thể tùy ý giết người sao? Nếu như thực lực mạnh có thể làm loạn, vậy có phải bây giờ ta có thể giết ngươi không? Bởi vì một vạn người cộng lại cũng không bằng ta. Nếu như tiền bối có mặt mũi ỷ lớn hiếp nhỏ, ta không phản đối. Dương Diệp khẽ nói. Dù sao tiền bối tu luyện không biết bao nhiêu năm, ta mới mấy chục năm. Cơ mặt Trác giáo viên khẽ giật và muốn nói tiếp, lúc này, viện trưởng đã ngăn cản hắn, sau đó nói. Dương Diệp, ta không thể phủ nhận, trong lần giữ thành này công lao của ngươi là lớn nhất. Nhưng, ngươi có biết chuyện người giết đám người ám viện đã khiến cho rất nhiều người trong thư viện bất mãn với ngươi, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc ngươi không? Mọi người đều cùng một thư viện, có mâu thuẫn, có xung đột cũng là chuyện rất bình thường, nhưng ngươi không cần giải quyết chuyện này tuyệt tình như vậy chứ. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân tới sẽ nảy mầm. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta thật muốn một trưởng đập chết ngươi. Trác giáo viên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thẳng vào Trác giáo viên này, nói. Mọi người đều là người trưởng thành, đi ra lăn lộn thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Người của ám viện ngươi kiêu ngạo không kiêng nể gì cả, muốn chèn ép ngoại viện ta, nhưng đáng tiếc là thực lực bọn họ không đủ, bị ta đánh trở lại. Lúc đó, ta có hạ thủ lưu tình, bởi vì như viện trưởng nói, tất cả đều cùng một thư viện, giáo huấn một lần là được. Nhưng kết quả thì sao? Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh, nói. Kết quả bọn họ không phục, gọi nhiều người tới trả thù học sinh ngoại viện của ta. Nếu như vậy, vì sao ta còn phải giữ lại một đám người có khả năng ra tay với người sau lưng ta? Trác giáo viên, thứ lỗi cho ta nói thẳng, sở dĩ bọn họ chết không phải vì thủ đoạn của Dương Diệp ta độc ác. Chỉ có thể nói bọn họ tự tìm. Không có thực lực thì phải khiêm tốn một chút, không thực lực đừng có kiêu căng. Ngươi cảm thấy bản thân ngươi rất mạnh sao? Trác giáo viên trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ nói. Ở trong mắt Trác giáo viên, lúc này ta dĩ nhiên là yếu giống như con kiến hôi. Cho nên, bây giờ ta hết sức khiêm tốn. Nếu không, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu ta có thực lực thì sẽ không ở đây nói nhiều với Trác giáo viên ngươi. Ngươi hết sức khiêm tốn sao? Trác giáo viên tức giận tới mức cười ngược, nói. Được, hóa ra ngươi tính như vậy là hết sức khiêm tốn. Chống đối thánh giả, đây tính là hết sức khiêm tốn à? Dương Diệp, ta thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng lúc ngươi phách lối. Nếu không bây giờ chúng ta vung tay vung chân một chút. Ta cũng muốn nhìn xem lúc ngươi phách lối là thế nào. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Lão già này bị giận tới phát điên lên rồi à? Hắn là một thánh giả, tìm một huyền giả cảnh giới hoàng giả như mình đòi một đấu một. Da mặt phải dày tới mức nào mới có thể nói ra những lời này chứ? Đám người viện trưởng này cũng khẽ lắc đầu. Mặc dù Dương Diệp có phần đáng đánh đòn, nhưng Trác giáo viên nói lời này lại có chút quá đáng. Sau khi Trác giáo viên này nói xong cũng cảm giác không thích hợp, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, theo suy nghĩ ban đầu của ta, ngươi chắc hẳn nên vì đền mạng cho tất cả những người ở ám viện. Nhưng viện trưởng nói ngươi có công giữ thành, có cống hiến rất lớn với Vân Hải Thành cùng thư viện, cho nên,
tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì lại khó thoát. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống và nhìn về phía viện trưởng này, viện trưởng nói. Dương Diệp, cho dù ngươi có công lớn với thư viện cùng Vân Hải Thành, nhưng chuyện ngươi làm lần này có ảnh hưởng thật sự quá lớn. Trong cao tầng của thư viện có rất nhiều người rất bất mãn. Nếu như chúng ta còn qua loa cho xong chuyện như lần trước, trong lòng rất nhiều người nhất định sẽ không phục. Cho nên, chúng ta nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Dương Diệp nói, viện trưởng, trước đó giữa ta với thư viện đã có giao dịch. Ta làm việc cho thư viện, sau này cường giả thánh giả của thư viện trở thành chỗ dựa vững chắc cho ta. Nhưng từ khi ta bước vào thư viện Vân Hải, ta lại không ngừng gặp phiền toái, không chỉ phải cứu học sinh ngoại viện của thư viện Vân Hải, còn phải cứu tất cả học sinh ở Vân Hải Thành, hơn nữa bởi vậy mà đắc tội Thiên Lang Sơn Mạch. Có thể nói, ta đã làm được quá nhiều cho thư viện Vân Hải. Nhưng viện trưởng, xin hỏi một chút, thư viện đã từng làm gì cho ta? Đám người viện trưởng im lặng, bởi vì thư viện Vân Hải quả thật chưa từng làm gì cho Dương Diệp. Đương nhiên, viện trưởng ngươi cho ta một bức tranh, không thể phủ nhận bức tranh này vẫn còn có chút tác dụng với ta, nhưng cũng không hơn. Viện trưởng nói bức tranh này có thể giúp ta tăng lên tới kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Câu nói này, bản thân viện trưởng ngươi tin sao? Dù sao ta cũng không tin. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn các thánh giả, nói. Ta nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn nói một việc. Sau khi Dương Diệp ta đi tới Thư viện Vân Hải, ta cũng không nợ gì Thư viện Vân Hải. Ngược lại, Dương Diệp ta còn làm rất nhiều chuyện cho Thư viện Vân Hải. Nhưng ta đổi lại được cái gì? Đổi lấy không phải là phần thưởng, đổi lấy là sự trừng phạt của các vị. Một lão già thánh giả áo bào trắng trong đó nói. Dương Diệp, chúng ta biết ngươi làm ra cống hiến rất lớn cho thư viện. Nhưng chuyện ngươi tàn sát ám viện này có ảnh hưởng quá lớn, chúng ta nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Phải cho mọi người một câu trả lời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên. Bức tranh sơn thủy của Tiêu Giao Tử bay đến trước mặt viện trưởng, nói. Ta cho các ngươi một câu trả lời. Viện trưởng, bức tranh này trả lại cho ngươi. Từ giờ trở đi, Dương Diệp ta chủ động từ chức giáo viên ngoại viện. Đồng thời từ giờ trở đi, Dương Diệp ta và Thư viện Vân Hải không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra khỏi đại điện. Mọi người. Chờ Dương Diệp đi ra khỏi đại điện, tất cả mọi người ở đó mới hồi phục lại tinh thần. Hắn lại ra đi như thế sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu đám người viện trưởng. Các vị tiền bối, vãn bối cũng cáo lui. Lúc này, Ngọc Vô Song thi lễ với đám người viện trưởng, sau đó vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Tính tình thật là lớn. Trác trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Ta thật ra muốn xem thử, không có thư viện Vân Hải ta che chở, hắn có thể sống sót rời khỏi Thiên Lang Sơn Mạch này không? Nếu hắn tự nguyện bỏ chức giáo viên này, vậy thì cũng tiện cho chúng ta trả lời mọi người. Một cường giả thánh giả áo bào trắng khác nói. Cũng đỡ lâu chúng ta phải phiền lòng kiếm cớ. Hắn cho rằng thư viện Vân Hải chúng ta sẽ yêu cầu hắn ở lại sao? Muốn giữ lấy cái tâm của hắn sao? Chúng ta phải cho Dư Cương Diệp hắn hiểu rõ, không có Dương Diệp hắn, chúng ta vẫn có thể giữ được Vân Hải thành. Dương Diệp hắn không có thư viện Vân Hải ta che chở, hắn thậm chí không dám đi ra khỏi Vân Hải thành này. Lại một lão giả thánh giả lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ lúc này, Dương Diệp không còn là giáo viên của thư viện ta nữa, trong thành sẽ do thương nha đầu chịu trách nhiệm. Mọi người ngươi một câu ta một câu, viện trưởng này lại im lặng không nói gì. Rất nhanh, chuyện Dương Diệp không còn là giáo viên của thư viện Vân Hải đã được truyền khắp Vân Hải thành. Các ngươi nghe chưa, Diệp giáo viên bị thư viện sa thải. Thật hay giả vậy? Đầu của cao tầng thư viện Vân Hải bị lừa đá sao? Tự nhiên lại sa thải Diệp giáo viên. Ôi, ta đã sớm dự đoán được điều này rồi. Trước đây Diệp giáo viên lấy thủ đoạn đẫm máu tàn sát tất cả người của ám viện, chuyện này căn bản không có khả năng bỏ qua được. Nếu không phải trước đây Diệp giáo viên giữ được thành, chỉ sợ hắn cũng không phải chỉ đơn giản bị sa thải như vậy đâu. Đúng rồi, Diệp giáo viên bị sa thải, vậy điều kiện Diệp giáo viên đáp ứng chúng ta ban đầu có được tính không? Sẽ không phải Diệp giáo viên vừa đi, thư viện Vân Hải lại không nhận chứ? Sẽ không đâu, người chịu trách nhiệm trong thư viện Vân Hải đã nói, tất cả mọi chuyện trước đó không thay đổi. Hừ, nếu bọn họ dám thay đổi, lão tử đã đi ngay bây giờ, cho bản thân bọn họ đi mà giữ thành.
C. Sau khi chuyện Dương Diệp không còn là giáo viên của Thư viện Vân Hải, đồng thời bị hủy bỏ tất cả quyền lợi trong Vân Hải Thành truyền ra, đã gây ra chấn động không nhỏ, nhưng cũng không hơn. Rất nhiều người Vân Hải Thành cho rằng, chỉ cần Thư viện Vân Hải không thay đổi điều kiện ban đầu Dương Diệp đáp ứng bọn họ là được. Cho dù rất nhiều người bọn họ bội phục Dương Diệp, nhưng có rất nhiều người căm hận Dương Diệp, ước gì Dương Diệp rời đi. Nói chung, chuyện này không có liên quan quá lớn với bọn họ, tuyệt đối không tổn hại ích lợi của bọn họ. Bởi vậy, được Thư viện Vân Hải trấn an, Vân Hải Thành rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, không có người nào nhắc tới chuyện của Dương Diệp nữa. Vân Hải Lâu. Vân Hải Lâu là nơi trước đây Ngọc Vô Song mua lại, để cho Dương Diệp yên tĩnh chữa thương. Cả tòa lầu chỉ có một mình Dương Diệp ở. Bên trong hậu viện, Dương Diệp nằm ở trên ghế dựa, hai mắt khép hờ. Ở trên người hắn tản ra gợn sóng ánh sáng màu tím. Ở bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song. Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Ngọc Vô Song ngồi ở trên ghế đá, đột nhiên hỏi. Dương Diệp mở mắt ra nhìn Ngọc Vô Song cười nói. Điều này rất khó quyết định sao? Thành thật mà nói, tới Vân Hải Thành đã lãng phí quá nhiều thời gian của ta. Tuy nhiên thật may là có thu hoạch không nhỏ. Nghĩ đến những kiếm nô kia, còn có bảo vật của Thiên Lang Vương, trên mặt Dương Diệp không nhịn được khẽ cười. Đều tại chúng ta. Ngọc Vô Song khẽ nói. Nếu như không phải ngươi vì chúng ta mà giết người ám viện, bây giờ ngươi nhất định sẽ trở thành người phong quang nhất Thư viện Vân Hải. Không chỉ có vậy, ngươi còn có thể sẽ nhận được Thư viện Vân Hải ra sức bồi dưỡng cùng bảo vệ. Mà bây giờ, có lẽ... Dương Diệp thờ ơ mỉm cười, nói. Dù sao nếu như cho ta một lần cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết những người của ám viện. Đúng rồi, thánh giả trước đó ngã xuống là thánh giả của thư viện chúng ta sao? Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Đúng là thánh giả của thư viện chúng ta, tuy nhiên đối phương cũng có một thánh giả sắp ngã xuống. Theo như lời Thương Thanh Ảnh nói, lúc một thánh giả của thư viện Vân Hải ta sắp bị thua đã lựa chọn tự nổ, kéo đối phương đền mạng cùng. Tự nổ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cường giả cảnh giới thánh giả tự nổ kinh khủng tới mức nào. Trên không trung có không gian hư vô do các thánh giả mở ra. Thánh giả muốn đại chiến thì phải bước vào không gian hư vô. Nếu không sẽ bị tất cả cường giả thánh giả ở Thanh Châu, thậm chí là thánh giả đến từ Trung Thổ Thần Châu truy sát. Ngọc Vô Song nói. Bởi vì lực lượng thánh giả thật sự quá mức khủng khiếp, nếu như không bước vào không gian hư vô, thế giới này của chúng ta sẽ bị bọn họ đánh nổ. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Không trách được mỗi lần đám người viện trưởng cùng những thánh giả của Thiên Lạng Sơn Mạch muốn đại chiến đều sẽ biến mất, hóa ra bọn họ bước vào không gian hư vô gì đó. Ngọc Vô Song nói. Chúng ta đã nhận được tin tức, Vân Tiêu Thánh Điện đã phái một cường giả thánh giả tới Thiên Lang Sơn Mạch. Không chỉ có vậy, Mãng tộc cũng phái ra rất nhiều cường giả đi tới Thiên Lang Sơn Mạch. Còn có hai thánh giả tới đó. Xem ra, lần này Thiên Lang Sơn Mạch nhất định phải đánh bại Vân Hải Thành cùng với Thư viện Vân Hải chúng ta. Nhưng thật may, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đã đồng ý ra tay trợ giúp. Thánh giả Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn và cả tinh nhuệ của bọn họ nữa. Lần này, Nam Giới thật sự sẽ loạn. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chuyện này đã không liên quan đến ta nữa. Dương Diệp nói xong, cổ tay thoáng động. Một chiếc gương sáng lấp lánh xuất hiện ở trên tay hắn, hắn nói. Ta đã kiểm tra qua cái gương này, đây là một tiên khí loại phòng ngự. Nó có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần phát động thì nó có thể lập tức bảo vệ những điểm yếu hại trên toàn thân nàng, đồng thời vẫn có thể bắn ngược lại công kích của đối phương. Thứ này hẳn sẽ có tác dụng với nàng. Dương Diệp nói xong thì bấm tay bắn ra, cái gương sáng lấp lánh này rơi vào trước mặt Ngọc Vô Song. Dĩ nhiên cái gương này được hắn cướp về từ trong kho báu của Thiên Lang Vương. Nó không có tác dụng quá lớn với hắn, bởi vì lực phòng ngự dị thứ nguyên còn hơn cái gương này rất nhiều. Đây là tiên khí. Ngọc Vô Song có kiến thức không tầm thường, trong giây lát đã nhận ra đẳng cấp của cái gương này. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta kiểm tra rồi, cái gương này thật sự không tệ, dưới tình huống không bỏ ra con át chủ bài thật sự, ta cũng khó có thể làm hỏng được nó. Cái gương này chắc hẳn là còn có công hiệu gì khác, sau này nàng từ từ suy nghĩ xem. Quá quý hiếm. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu, trả cái gương lại trước mặt Dương Diệp. Ở linh giới, đừng nói là tiên khí, cho dù là đạo khí thượng phẩm cũng cực kỳ quý giá.
Về phần tiên khí có mức độ quý giá đủ để cho rất nhiều cường giả phải điên cuồng liều mạng. Ví dụ như cái gương này, cho dù là bán thánh cao cấp cũng không làm gì được nàng, mà nàng mới là cảnh giới tôn giả. Dương Diệp đột nhiên nắm tay của Ngọc Vô Song và hơi dùng sức, đầu ngón tay nàng bắn nhanh ra một giọt máu tươi rơi vào trên cái gương này, cái gương run lên bần bật, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu vàng tiến vào trong mi tâm của Ngọc Vô Song. Dương Diệp thả tay của Ngọc Vô Song ra, nói. Cho nàng thì nàng cứ cầm đi. Ngọc Vô Song liếc nhìn Dương Diệp, khóe miệng cong lên khẽ cười, nàng tùy tiện nói. Đúng rồi, đám người Phong Vũ Triều cũng ở bên ngoài, người muốn gặp bọn họ không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta biết bọn họ muốn làm gì, người nói bọn họ cố gắng ở lại trong Thư viện Vân Hải. Chuyện giữa ta với Thư viện, bọn họ đừng nhúng tay vào. Bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện này được. Ta hiểu. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt bọn họ. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Trở nên mạnh mẽ. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong đầu hiện lên bức tranh sơn thủy của Tiêu Giao Tử. Sở dĩ hắn trả bức tranh sơn thủy này lại cho thư viện, bởi vì hắn đã sớm nhận được tinh túy của bức tranh sơn thủy này. Trước đây hắn nhìn bức tranh sơn thủy này 3 ngày 3 đêm mới phát hiện ra một điểm, thật ra không thể sử dụng mắt thường để quan sát bức tranh này, mà nhất định phải dùng kiếm ý bao trùm lên hai mắt mới thấy được. Hơn nữa, còn không thể là kiếm ý bình thường, nhất định phải đạt được kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Khi hắn sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước quan sát bức tranh này, nó đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng qua lúc này bức tranh này ở trong đầu hắn đã không phải là bức tranh dùng giấy bút vẽ lên, mà là một bức tranh sơn thủy dùng kiếm ý tập trung thành. Nó có tác dụng gì? Dương Diệp tạm thời còn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên hắn tin tưởng sâu sắc, nó nhất định sẽ có tác dụng lớn, bởi vì bức tranh sơn thủy này là dùng kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự ngưng tụ ra. Kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Ở trong đầu hắn vốn lưu lại hai kiếm ý của tổ sư kiếm tổ. Thật ra chúng nhiều lắm chỉ có thể tính là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, kiếm ý của bức tranh sơn thủy này là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Ban đầu hắn muốn cố gắng nghiên cứu, nhưng đáng tiếc, bởi vì chuyện của đám người Ngô Nham Trung nên trước đây hắn không thể không tạm thời buông tha. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, trong thành có chuyện gì, ta sẽ tới báo cáo với ngươi. Thấy Dương Diệp có chuyện gì đó. Ngọc Vô Song đứng dậy và khẽ nói một câu rồi xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trên không trung của cả Vân Hải Thành. Dương Diệp, nếu không giết ngươi, Thiên Lang Vương ta thể thần hồn đều bị diệt. Âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang, tất cả Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều rõ ràng có thể nghe. Đây là tiếng gầm thét giận dữ của Thiên Lang Vương. Nghe được âm thanh này. Cơ mặt Dương Diệp khẽ giật, rõ ràng. Hắn là Thiên Long Vương trở lại nơi ở của mình, phát hiện ra kho báu của mình bị lấy sạch. Người đã làm gì? Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp nói. Không có gì, ta chỉ trộm ít đồ của hắn thôi. Đúng là người hẹp hòi, thế mà còn là thánh giả. Ngọc Vô Song. Rất lâu sau, Ngọc Vô Song lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Bây giờ ngươi ở bên trong Vân Hải Thành, cho dù hắn đang tức giận cũng sẽ không xông vào. Bởi vì hắn biết, thánh giả của Thư viện Vân Hải nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng ra khỏi Vân Hải Thành, cho dù làm vậy là vì chúng ta có được không? Dương Diệp cười nói. Yên tâm, ta sẽ không biết tìm chết. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngọc Vô Song đi rồi. Dương Diệp trở lại trong phòng của mình và ngồi xếp bằng trên giường. Hai mắt hắn khép hờ, tâm thần chìm vào trong thức hải. Khi nhìn bức tranh sơn thủy trong thức hải này, Dương Diệp lại nhìn tới mê mẩn. Núi là núi đơn giản, nước là nước đơn giản. Từ trong hình lại thấy được bức tranh sơn thủy này có chút vụng về, phải nói là tuyệt đối không có chỗ nào thần kỳ. Tất cả đều bình thường như vậy, vô vị như vậy. Hơn nữa trong đó cũng không có khí thế gì kinh người. Hoặc hiện tượng gì kỳ lạ. Bình thường, đặc biệt bình thường. Cũng chính bởi vì bình thường như vậy, bức tranh này mới có vẻ không tầm thường. Thử hỏi, nhân vật như Tiêu Giao Tử sẽ vẽ một bức tranh bình thường như vậy cho đệ tử của mình sao? Dương Diệp biết loại kiếm ý này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể truyền lời, bởi vì cho dù đối phương nói cảm ngộ của hắn cho ngươi cũng không có ích lợi gì,
bởi vì đó là đạo của người khác, là người khác trải qua cả đời mới nghiệm ra. Không phải hắn nói cho ngươi biết thì ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới hư vô. Tuy nhiên, trăm sông đổ về một biển, lại có thể tham khảo đạo của đối phương để hoàn thiện đạo của mình. Tổ sư của kiếm tông vẽ bức tranh này cho đệ tử của mình cũng là ý này. Dương Diệp hiểu rõ điểm ấy, bây giờ hắn đang tìm hiểu. Tất nhiên chuyện này không thể một sớm một chiều mà làm được. Nếu như ý cảnh của cảnh giới hư vô dễ lĩnh ngộ như vậy, mấy vạn năm qua cổ kiếm trai cũng sẽ không đến mức không có người nào lĩnh ngộ được. Cứ như vậy, Dương Diệp nhốt mình ở bên trong gian phòng suốt hơn một tháng. Nửa tháng đầu, mỗi ngày Dương Diệp đều nhìn tranh sơn thủy này, thời gian còn lại thì tu luyện. Mặc dù kiếm ý không tăng lên tới cảnh giới hư vô, nhưng hắn có thu hoạch không nhỏ. Bởi vì mỗi ngày nhìn bức tranh sơn thủy này, hắn phát hiện, kiếm ý của mình tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Ban đầu, kiếm ý mạnh mẽ như sát ý vậy, nhưng bây giờ kiếm ý đã có thể áp chế được sát ý. Ngoại trừ kiếm ý ra, Dương Diệp cũng có thu hoạch rất lớn trên phương diện tu luyện. Bây giờ hắn đã là cảnh giới hoàng giả đỉnh phong, cách bán thánh không xa. Hắn có lòng tin, nếu cho hắn một tháng thì hắn chắc chắn sẽ trùng kích bán thánh. Về phương diện công pháp huyền kỹ, hắn cũng không bỏ quên. Hắn ôn lại tử thần công tầng thứ nhất một lần, theo hắn suy nghĩ, chỉ cần đạt được bán thánh thì lực lượng cơ thể cùng phòng ngự của hắn sẽ lập tức tăng mạnh lên gấp mấy lần, khi đó phòng ngự cơ thể cùng lực lượng của hắn sẽ vượt xa nam tử kiếm nô mặc áo bào màu vàng bên trong không gian vỏ kiếm cổ của hắn. Mà huyền kỹ được hắn điên cuồng tu luyện, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng từ 25 tầng tăng thêm đến 30 tầng. Bây giờ, cho dù hắn không cần kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước cũng có thể sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này dễ dàng phá được phòng ngự của nam tử kiếm nô mặc áo bào màu vàng sau khi biến thân. Có thể nói, một tháng này hắn cũng đã nâng cao tất cả các phương diện lên rất nhiều. Trong lúc đó, Ngọc Vô Song cũng tới tìm hắn, nói với hắn một vài tình hình của Vân Hải Thành. Mấy ngày trước, thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch đã chết. Đến lúc này, Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều có một cường giả cảnh giới thánh giả chết đi. Điều này cũng làm cho thù hận giữa hai bên đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là trong một tháng này, hai bên tuyệt đối không phát sinh đại chiến gì. Bầy sói đều lùi đến Thiên Lang Sơn Mạch, tất cả Thiên Lang Sơn Mạch hoàn toàn yên lặng, bên phía Vân Hải Thành, thành trì đã được sửa lại. Đại trận bảo hộ thành cũng được mở ra, hơn nữa thanh đạo môn cùng cổ kiếm trai phái tổng cộng vạn cường giả bán thánh tới. Lúc này, có thể nói Vân Hải Thành đã được phòng thủ kiên cố. Đáng nói là Trần Đông của cổ kiếm trai còn có Phù Cẩm Tiên của thanh đạo môn đều tới, hai người còn đến tìm hắn, nhưng thấy hắn đang tu luyện thì đều rời đi. Mỗi lần Ngọc Vô Song đến đây, trong câu nói đều có hàm ý khác, hy vọng hắn có thể quay về thư viện. Tuy nhiên Dương Diệp đều cười cho qua. Hắn không có hứng thú gì với chuyện quay về Thư viện Vân Hải nữa. Bây giờ rảnh rỗi, hắn mới phát hiện ra mình ít đánh đánh giết giết, người lừa ta gạt, bình tĩnh tu luyện cũng thật sự không tệ. Bây giờ, nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất với hắn. Bởi vì cách thời gian hắn đi cứu An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San chỉ còn lại không tới 8 tháng. Hai tháng này, hắn không chỉ khôi phục thực lực, hơn nữa còn nâng cao rất lớn, nhưng thực lực của Lâu Thiên Tiêu chắc chắn cũng đang nâng cao. Nếu như bây giờ hắn không cố gắng làm cho mình mạnh hơn, 8 tháng sau hắn đi tới Vân Tiêu Thánh Điện sẽ không phải là cứu người, mà là đi chịu chết. Cứ như vậy, lại nửa tháng trôi qua. Trong một phòng tu luyện dưới lòng đất, đây là nơi Dương Diệp nhờ Ngọc Vô Song tìm kiếm, hắn chuyên dùng nơi này để luyện tập huyền kỹ. Phòng tu luyện dưới đất này là do Thư viện Vân Hải xây dựng nên có cấm chế mạnh mẽ. Theo Ngọc Vô Song nói, chỉ có cường giả cảnh giới thánh giả mới có thể phá hủy nó. Dương Diệp cũng có chút tin tưởng vào câu nói này, bởi vì 20 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn trồng chất lên cũng không thể phá hủy được cảnh tượng cùng không gian bên trong. 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại có thể phá hủy được, đặc biệt là khi gia tăng ý sát ý cùng kiếm ý của ý cảnh cảnh giới hư vô nửa bước. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Từng khí thế khủng khiếp không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể hắn, khí thế này tuyệt đối không khuếch tán ra xung quanh, mà hình thành khí thế gió bão xoay xung quanh hắn. Khí thế của Dương Diệp đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng mạnh. Lần này hắn muốn thi triển ra băng diệt thần quyền. 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhiều lắm chỉ có thể tính là tiên giai thượng phẩm,
hơn nữa còn ở dưới tình huống gia tăng kiếm ý của sát ý của ý cảnh cảnh giới hư vô. Dương Diệp cũng đã thử sử dụng một đòn chí mạng, nhưng hắn phát hiện khi hắn thi triển 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hiệu quả một đòn của một đòn chí mạng cùng tốc độ kiếm ánh sáng vô cùng kinh người. Sau khi nghiên cứu tiếp, hắn phát hiện một đòn chí mạng cùng tốc độ kiếm ánh sáng không có tác dụng gì đối với kiếm kỹ đạt được tiên giai. Vì sao? Bởi vì cấp bậc của một đòn chí mạng cùng tốc độ kiếm ánh sáng quá thấp, căn bản chống đỡ không nổi huyền kỹ tiền giai. Điều này làm cho Dương Diệp có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Cho dù không có một đòn chí mạng, nhưng gia tăng hai loại ý cảnh của cảnh giới hư vô nửa bước, uy lực 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng rất mạnh, tương đương với tiên giai thượng phẩm. Mà bản thân băng diệt thần quyền này chính là tiên giai thượng phẩm, theo lời tổ sư Thanh Đạo Môn nói, do hắn thi triển ra có thể so với thần giai. Băng diệt thần quyền chú ý tới khí thế càng mạnh thì quyền thế cùng uy lực lại càng mạnh. Khí thế kia không chỉ khí thế trên người, còn có khí thế trong lòng. Thế nào là khí thế trong lòng? Chính là chỉ thái độ coi thường này tất cả, trên trời dưới đất duy nhất chỉ có mình ta độc tôn. Muốn làm được điểm ấy, đương nhiên không thể là tùy theo ý mình. Đó là đang lừa mình dối người, không chỉ không có khí thế, trái lại có thể sẽ bị cắn trả. Dương Diệp, hắn cần phải tùy theo ý mình nữa sao sao? Dương Diệp tu luyện băng diệt thần quyền, không chỉ bản thân cơ thể có ưu thế được trời ưu đãi, ở trên phương diện khí thế kia, hắn cũng có khí thế mạnh mẽ. Bởi vì hắn trước đây đã từng thấy qua vô số thánh giả ngã xuống, đồng thời còn tự tay chém nát mắt của thiên đạo. Đối với trời đất này, đặc biệt trời đất giết chết đại lục huyền giả, hắn hoàn toàn không có lòng kính sợ. Ngay cả trời đất cũng không khiếp sợ, phần khí thế này có thể yếu được nữa sao? Dương Diệp vứt bỏ tạp niệm trong lòng, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trên trời dưới đất, duy nhất chỉ mình ta độc tôn. Khí thế xung quanh Dương Diệp càng lúc càng mạnh, những khí thế đã làm không gian xung quanh chấn động run rẩy thành tiếng. Sau một hồi lâu, tay phải của Dương Diệp đột nhiên nắm chặt thành quyền, không gian xung quanh nắm đấm của hắn đột nhiên phát ra những tiếng rắc rắc. Trong phút chốc, cả người Dương Diệp phóng lên cao, mang theo những khí thế xung quanh nhanh chóng hiện thành dạng xoay tròn hình đinh ốc, theo hắn xoay tròn, những không gian xung quanh hắn tự nhiên cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Băng diệt thần quyền. Một tiếng hét đầy phẫn nộ đột nhiên vang vọng ở bên trong phòng tu luyện. Vừa dứt lời, quyền phải của Dương Diệp chợt đánh xuống phía dưới. Từ đầu nắm tay của Dương Diệp chút xuống một lực lượng khủng khiếp. Trong phút chốc, không gian trong mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp đột nhiên kêu rắc một tiếng. Trong phút chốc, những không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát, tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả không khí, linh khí đều đang nhanh chóng hủy diệt với một tốc độ gần như có thể so với vận tốc âm thanh. Không chỉ có vậy, tất cả tầng hầm ngầm cũng gần như cùng lúc bị hoàn toàn phá hủy. Cùng lúc đó, một mây nấm dài rộng gần nghìn trượng cùng đột nhiên từ trong Vân Hải Thành phóng lên cao. Theo mây nấm phóng lên cao, không gian xung quanh mây nấm lập tức bị nghiền nát, linh khí khô cạn. Giờ phút này, tất cả Vân Hải Thành lập tức nổ tung nồi. Người nào đánh lén Vân Hải Thành? Cường giả thánh giả tới Vân Hải Thành sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là cường giả cảnh giới thánh giả lần vào Vân Hải Thành và ra tay sao? Ông trời ơi! Rất nhiều cường giả trong Vân Hải Thành kinh hãi nhìn mây nấm ở phía chân trời, ở xung quanh mây nấm này không chỉ có linh khí khô cạn, ngay cả không gian cũng bị vỡ nát, xuất hiện từng hố đen không gian thật dài. Trong lòng đất, Dương Diệp cũng bị dọa trước một đòn này của mình. Ban đầu, hắn cho rằng một đòn này nhiều lắm chỉ chấn động được phòng tu luyện dưới đất này thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, một đòn này tự nhiên trực tiếp phá hủy gian phòng dưới đất này, không những vậy còn ảnh hưởng đến phía trên. Nghĩ đến đây, Dương Diệp thầm nghĩ không ổn và muốn chạy trốn. Lúc này, Trác giáo viên cùng hai cường giả thánh giả đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sắc mặt ba người thâm trầm, thật sự không dễ nhìn. Dương Diệp cười gượng, nói. Hiểu nhầm, hoàn toàn là một chuyện hiểu nhầm thôi. Thật ra, Trác giáo viên lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, trong vòng một khắc ngươi nhất định phải rời khỏi Vân Hải Thành cho ta. Nếu không bây giờ ta sẽ đào hố chôn ngươi ở dưới lòng đất này luôn. Rời khỏi Vân Hải Thành. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Yêu vương của Thiên Lang Sơn Mạch lúc này đang hận không thể ăn thịt của hắn, bây giờ hắn ra khỏi Vân Hải Thành chính là chịu chết.
phải nói là thư viện Vân Hải này muốn hắn đi ra chịu chết. Hai lão già bên cạnh Trác giáo viên khẽ nhíu mày, bởi vì bọn họ cũng không ngờ Trác giáo viên sẽ làm như vậy. Cho dù bọn họ hận không thể đào hố chôn Dương Diệp, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, còn chưa định thật sự ép Dương Diệp vào chỗ chết. Dù sao, theo bọn họ, mặc dù Dương Diệp là một người không an phận, nhưng vẫn có công với thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành. Trác giáo viên này có ý lấy việc công báo thù riêng. Một lão già trong đó đang muốn nói, Dương Diệp bỗng nhiên gật đầu cười, nói. Được, vậy ta sẽ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước, hắn ngừng lại. Lúc này, Trác giáo viên châm chọc nói. Thế nào, không dám đi à? Không dám đi thì ngươi lại cầu xin ta đi. Chỉ cần ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cho ngươi tiếp tục ở lại Vân Hải Thành này. Đương nhiên, phải xem ngươi cầu xin có làm cho ta hài lòng hay không. Dương Diệp khẽ cười, nói. Trác giáo viên, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Vẻ mặt Trác giáo viên hơi trầm xuống, nói. Phải vậy không, nếu như vậy, ngươi còn chưa đi. Dương Diệp nói. Ta chỉ muốn nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Trác giáo viên, không chừng ngày nào đó ngươi còn phải cầu xin ta trở về đấy. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Trác giáo viên châm chọc nói. Dương Diệp ngươi quả thật có thiên phú không tệ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, thư viện Vân Hải ta còn có thượng quan Vân Hải. Dương Diệp ngươi so sánh với thượng quan Vân Hải, lại giống như một trời một vực. Bảo ta cầu xin ngươi trở về sao? Đời này ngươi đừng có hy vọng, chờ kiếp sau đi. Dương Diệp không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu và xoay người di chuyển, biến mất ở phía xa. Dương Diệp đi rồi. Lão già áo bào đen bên phải Trác giáo viên nói. Lão Trác, ngươi làm như thế, có phải quá đáng hay không? Không nói người này có công với thư viện Vân Hải ta, chúng ta còn phải ăn nói thế nào với cổ kiếm trai đây? Chuyện này có thiếu sót. Lão già bên trái Trác giáo viên cũng nói một câu. Sở dĩ trước đó hai người không nói ra ở ngay trước mặt Dương Diệp, dĩ nhiên là vì giữ lại mặt mũi cho Trác giáo viên. Bây giờ Dương Diệp đi rồi. Mọi người dĩ nhiên có sao nói vậy. Các ngươi cho rằng hắn thật sự dám ra khỏi Vân Hải Thành sao? Trác giáo viên cười lạnh nói. Hắn đắc tội Thiên Lang Vương chắc chắn thường xuyên quan tâm tới hắn, chỉ cần hắn ra khỏi thành thì nhất định sẽ bị Thiên Lang Vương giết chết. Hắn không ngốc, hắn tất nhiên biết điểm ấy. Cho nên, hắn căn bản không dám ra khỏi thành. Cho dù hắn có ra khỏi thành, nhiều lắm cũng chỉ đi dạo ở cửa thành. Sau đó vẫn phải ngoan ngoãn trở lại trong Vân Hải Thành thôi. Nghe vậy, vẻ mặt hai lão già bên cạnh Trác giáo viên mới dịu xuống. Lão già mặc áo bào màu đen này nói. Người này quả thật có chút vô pháp vô thiên, thật may là nơi đây hẻo lánh, xung quanh không có thế lực cùng kiến trúc nào, nếu không lần này sẽ gây ra phiền phức lớn. Quả thật nên chỉ cái tính hung bạo này của hắn. Một lão già khác cũng nói. Nhưng ta có chút tò mò. Hắn làm sao thi triển ra huyền kỹ khủng khiếp như vậy? Uy thế này, cho dù là chúng ta không dám cứng rắn chống lại, sẽ bị thương. Mà hắn mới chỉ là cảnh giới hoàng giả. Ba người đều im lặng, cho dù là Trác giáo viên này khó chịu với Dương Diệp, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thực lực cùng thiên phú của Dương Diệp này thực sự có chút nghịch thiên. Không tốt, hắn thật sự ra khỏi thành rồi. Đúng lúc này, lão già áo bào đen bỗng nhiên thất thanh kêu lên. Trác giáo viên cùng một lão già khác thoáng biến sắc và muốn kiểm tra. Đúng lúc này, lão già mặc áo bào màu đen này lại nói. Sao có thể như vậy được, sao hắn lại biến mất rồi? Ba người vội vàng dùng thần thức tiến hành, tất cả mọi thứ ngoài thành đều xuất hiện ở trong mắt của ba người. Dương Diệp vốn vẫn đứng ở cửa thành, lúc này lại giống như bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Ba người nhìn nhau, trong mắt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Theo tình huống bình thường mà nói, Dương Diệp căn bản không có khả năng tránh thoát khỏi thần thức theo dõi của bọn họ, nhưng vấn đề là bọn họ không nhìn thấy hắn đâu cả. Rất lâu sau, lão già mặc áo bào màu đen này đột nhiên nói. Chúng ta vẫn xem thường hắn rồi. Hắn sẽ ngoan ngoãn chạy về thôi. Trác giáo viên lạnh lùng nói. Sau khi Dương Diệp ra khỏi Vân Hải Thành thì chạy thẳng vào Thiên Lang Sơn Mạch. Có kiếm vực che giấu hơi thở. Chỉ cần hắn không thi triển huyền kỹ mạnh mẽ, cho dù là cường giả cảnh giới thánh giả cũng không tìm được hắn. Sở dĩ hắn bước vào Thiên Lang Sơn Mạch, vì chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
Thiên Lang Vương tuyệt đối sẽ không cho rằng vào thời điểm này hắn lại dám bước vào Thiên Lang Sơn Mạch. Sau khi bước vào Thiên Lang Sơn Mạch, Dương Diệp tùy tiện tìm một chỗ vách đá và đục ra một sơn động. Bước vào bên trong động, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục tưởng tượng về bức tranh sơn thủy này. Hắn ngược lại không nghĩ phải nhất định tăng kiếm ý lên tới cảnh giới hư vô, chẳng qua cảm thấy bức tranh này có thể nâng cao kiếm ý của hắn. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã đạt được cảnh giới hoàng giả đỉnh phong, lập tức có thể bước vào bán thánh. Phải nói rằng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức bước vào bán thánh. Tuy nhiên lúc này hắn lại không thể thăng cấp bán thánh, bởi vì một khi bước vào bán thánh, chắc chắn sẽ đưa tới thiên kiếp. Lúc này đưa tới thiên kiếp thì không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Bởi vì một khi đưa tới thiên kiếp, nhất định sẽ để lộ bản thân, Thiên Long Vương chắc hẳn sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên hắn không có cách nào, chỉ có thể ép cảnh giới của bản thân mình xuống. Cảnh giới không thể nâng cao, vậy cũng chỉ có thể nâng cao kiếm ý. Cứ như vậy, Dương Diệp giống như hóa thạch, cứ ngồi xếp bằng ở sơn động, dần dần nhận định. Thoáng một cái, lại một tháng trôi qua. Một tháng này, Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thành vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tin tức làm cho nó sôi trào. Đó chính là Thiên Lang Sơn Mạch cùng Mãng Tộc còn có Kim Cương Viên Tộc Liên Minh. Rất nhanh, rất nhiều đại quân xuất hiện ở dưới thành của Vân Hải Thành. Trong đại điện phủ thành chủ của Vân Hải Thành, Mãng Tộc có 500 vạn thôn thiên cự mãng chiếm giữ ở cửa thành phía bắc, trong đó toàn bộ là tôn cấp trở lên, bán thánh có ít nhất 5.000. Bán thánh cao cấp cũng có chừng 1.000. Ở cửa thành phía nam là đại quân của bầy sói. Lần này đại quân của bầy sói chắc đã dốc toàn bộ lực lượng, số lượng khoảng 2.000 vạn. Trong đó, bán thánh có hơn vạc, bán thánh cao cấp có chừng 2.000. Ở cửa chính Vân Hải Thành là Kim Cương Viên Tộc với số lượng rất ít, chỉ có không đến 100 vạn, nhưng đại quân thể hiện ra khí thế cùng thực lực hoàn toàn không yếu hơn Mãng Tộc cùng Thiên Lang Tộc. Trong đại điện, Ngọc Vô Song chậm rãi nói. Ở trong đại điện là đám người viện trưởng, còn có Thương Thanh Ảnh cùng với một ít trưởng lão. Vì sao Đông Thành Môn không có đại quân muốn công thành? Thương Thanh Ảnh đột nhiên hỏi. Ngọc Vô Song nói. Đây chính là chuyện ta lo lắng. Theo đạo lý mà nói, bốn phía cùng nhau công thành sẽ có hiệu quả cao hơn. Nhưng bọn chúng lại không phái đại quân đánh Đông Thành Môn. Điều này rất không bình thường. Đương nhiên, ta càng lo lắng hơn chính là Mãng Tộc cùng Kim Cương Viên Tộc có điều động thánh giả không? Không. Viện trưởng nói. Ít nhất tạm thời không có. Bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, một khi bọn họ điều động thánh giả, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn nhất định sẽ điều động thánh giả. Thánh giả của bọn họ không tham gia, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn chắc chắn cũng sẽ không điều động thánh giả. Bây giờ thánh giả của Thư viện Vân Hải chúng ta cùng Thiên Lang Sơn Mạch bằng nhau, hai bên kìm chế lẫn nhau. Nói cách khác, quyết định thắng bại là ở lực lượng dưới thánh giả. Ngọc Vô Song nói. Mà lực lượng dưới thánh giả của chúng ta bây giờ là hoàn toàn bại. Viện trưởng nói. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn sẽ có 2 vạn cường giả tới, tất cả đều là bán thánh trở lên. Còn chưa đủ. Ngọc Vô Song nói. Viện trưởng nói. Thật ra quyết định thắng bại chính là lực lượng bán thánh cùng lực lượng trên bán thánh. Chỉ cần lực lượng bán thánh của chúng ta không thua bọn họ, thì có thể giữ được thành này. Vì sao bọn họ không công thành bây giờ? Lúc này, Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Công thành là hạ, công tâm là thượng. Ngọc Vô Song liếc nhì Thương Thanh Ảnh nói. Đại quân của bọn họ ở ngoài thành, trong vô hình đã tạo thành áp lực rất lớn cho Vân Hải Thành chúng ta. Bây giờ, thật ra trong thành đã có vài người tâm tư không ổn. Nếu như không phải biết được đám người viện trưởng còn ở trong thành, có thánh giả trấn áp, chắc hẳn rất nhiều người sẽ làm loạn. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Trước đây nếu thư viện lựa chọn Vân Hải Thành làm thành phụ thuộc thì chắc hẳn đã hoàn toàn khống chế được tòa thành này, mà không phải mặc cho nó phát triển. Cho trong thành, những người này rất tự do. Lúc không xảy chuyện còn tốt, một khi gặp chuyện không may, những người Vân Hải Thành này không chỉ không giúp được thư viện Vân Hải chúng ta, thậm chí còn có thể sẽ tăng thêm phiền phức cho chúng ta. Đây là chúng ta sơ sót. Viện trưởng liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói. Nếu như có thể bảo vệ Vân Hải Thành, hơn nữa có thể vượt qua nguy cơ lần này, từ nay về sau, quyền quản lý Nguyên Hải Thành này sẽ giao cho Ngọc Gia của ngươi. Đương nhiên từ nay về sau, Ngọc Gia ngươi sẽ trở thành thế lực phụ thuộc của Thư viện Vân Hải ta. Tất nhiên,
Sau này nếu Ngọc gia ngươi gặp chuyện không may, thư viện Vân Hải ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Ngọc Vô Song rất mừng rỡ. Kể từ đó, Ngọc gia tương đương với vô duyên vô cớ nhận được một tòa thành trì, hơn nữa còn là thành trì lớn nhất tốt nhất ở nam giới này. Chỉ cần lợi dụng tốt, không biết tòa thành trì này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích. Hơn nữa, từ nay về sau, Ngọc gia cũng tương đương với cột chặt vào thư viện Vân Hải. Khi đó, cho dù là yêu vương cũng không dám tùy ý đối phó với Ngọc gia. Ngọc Vô Song đứng dậy, cung kính thi lễ với viện trưởng, nói. Cảm ơn viện trưởng, được, trước đó, ta đã thông báo với gia phụ, ta nghĩ, gia phụ sẽ nhanh chóng đến Vân Hải thành thôi. Đúng là một nhà đầu thông minh. Nghe thấy Ngọc Vô Song nói vậy, mấy thánh giả ở đó đều khẽ gật đầu tán thưởng. Sở dĩ thư viện Vân Hải làm như thế, ngoại trừ nhìn chúng thủ đoạn cùng năng lực của Ngọc Vô Song ra, còn có một nguyên nhân khác nữa. Đó chính là hy vọng gia chủ Ngọc gia tới cứu viện. Nếu như là bình thường, thư viện Vân Hải còn thật sự không để một thánh giả vào mắt. Nhưng bây giờ, một thánh giả có lẽ sẽ cứu mạng thư viện Vân Hải. Thư viện Vân Hải tất nhiên không có khả năng nói phụ thân Ngọc Vô Song tới giúp đỡ, dù sao bọn họ cũng sĩ diện. Cho nên, bọn họ chỉ có thể thông qua cách thức này. Điều này làm cho người ngoài thoạt nhìn sẽ cảm thấy là Ngọc gia tới ôm bắp đùi của thư viện Vân Hải, mà không phải thư viện Vân Hải đi nhờ Ngọc gia. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải xem nha đầu Ngọc Vô Song kia có thể hiểu rõ không. Rõ ràng, Ngọc Vô Song hiểu rất rõ. Thượng quan Vân Hải của thư viện Vân Hải đi ra đánh một trận. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên không trung của Vân Hải thành. Thần thức của viện trưởng đảo qua, chân mày lập tức nhíu lại, nói. Là tăng viên một trong năm tiểu yêu vương. Nghe thấy viện trưởng nói vậy, mấy thánh giả còn lại cũng nhíu mày lại. Tiểu yêu vương. Hai nàng Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh đều biến sắc. Ở Thanh Châu này, nhân tộc có năm thiên tài lớn. Yêu tộc cũng có thiên tài, đó là năm tiểu yêu vương. Năm tiểu yêu vương này có thực lực thật sự mạnh tới mức nào, không người nào biết được. Bởi vì bọn họ rất ít tới thế giới nhân loại, nguyên nhân dĩ nhiên là do yêu vương trong tộc bọn họ ngăn cản. Nhân loại muốn bảo vệ thiên tài trong tộc mình, yêu tộc cũng vậy. Mà bây giờ, đám người viện trưởng không nghĩ tới tăng viên một trong năm tiểu yêu vương này tự nhiên lại tới đây. Vẻ mặt đám người viện trưởng trầm xuống. Ở phía dưới Vân Hải Thành, một nam tử mặc gia thú đang đứng. Gia thú tuyệt đối không có vẻ gì thô ráp, mà do thợ khéo làm ra, còn muốn tinh tế hơn cả trang phục của nhân loại. Tuy nhiên vẻ ngoài so với trang phục của nhân loại thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nam tử mặc gia thú để xõa mái tóc dài, dáng người cũng không khôi ngô mà trái lại còn phần nhỏ nhắn, cho người ta cảm giác yếu ớt không chịu nổi gió. Nhìn qua toàn thân hắn căn bản khô di giống như tiểu yêu vương trong truyền thuyết. Mà sau lưng nam tử mặc gia thú là trăm vạn kim cương viên, những kim cương viên này đều tối tăm, hình thể to lớn, một ngón tay si còn lớn hơn một người trưởng thành gấp mấy lần. Bọn chúng đứng từng hàng ở phía xa, cho dù không động đậy, lại tạo thành cảm giác áp bách rất mạnh cho đám người trên tường thành. Mà lúc này, những kim cương viên kia nhìn về phía nam tử mặc gia thú, ánh mắt đều lộ ra sự cuồng nhiệt cùng tôn kính. Lúc này, một nam tử nhảy từ trên tường thành xuống, đi về phía nam tử mặc gia thú này nói. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn khiêu chiến học trưởng Vân Hải sao? Ngươi cũng không đái ra rồi nhìn lại mình, đúng là buồn cười. Đó không phải là học trưởng Trương Thanh vừa thăng cấp đến bán thánh trung cấp sao? Hi hi, xem ra hắn vừa nâng cao thực lực, bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn luyện tay một chút rồi. Cũng tốt, vừa lúc cho chúng ta nhìn xem kẻ hoang dã này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà cũng dám khiêu chiến với học trưởng thượng quan. Ha ha, yêu thú đều là đám súc sinh, bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi trên người có người, trên trời có trời. Có chút thực lực thì cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Nhìn khí tức trên người hắn phát ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ là bán thánh, chỉ là yêu thú bán thánh mà không ngờ tuyên bố khiêu chiến với học trưởng thượng quan, đúng là kẻ vô tri. Dưới thành, nam tử mặc gia thú này liếc nhìn Trương Thanh, sau đó lắc đầu và nói. Ngươi quá yếu, nhưng nếu ngươi đã đi ra, vậy ở lại đi. Chỉ dựa vào ngươi sao? Trong cơ thể Trương Thanh chợt phát ra một khí thế khủng khiếp, tiếp theo hai tay hắn vung lên. Từ trong không trung đột nhiên nhanh chóng hiện ra một bàn tay khổng lồ. Không gian xung quanh nam tử mặc gia thú lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tiếp theo,
Trương Thanh gầm lên giận dữ, bàn tay khổng lồ kia mang theo lực lượng khủng khiếp đập về phía nam tử mặc gia thú này. Một trường hạ xuống làm đất rung núi chuyển, không gian vỡ nát. Huyền kỹ tiên giai hạ phẩm. Đám người trên tường thành đều hưng phấn, tất cả bọn họ nhìn về phía nam tử mặc gia thú, muốn xem thử nam tử mặc gia thú này sẽ chống đỡ như thế nào. Mà ở trong ánh mắt mọi người, nam tử mặc gia thú không hề nhúc nhích, cuối cùng khi bàn tay khổng lồ kia trực tiếp vỗ vào trên đầu của nam tử mặc gia thú. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ nát, nam tử mặc gia thú không bị đập thành thịt nát mà vẫn đứng ở đó, dường như người trước đó bị trúng bàn tay lớn không phải là hắn vậy. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cứng rắn chống đỡ huyền kỹ tiên giai sao? Trương Thanh kinh hãi nhìn nam tử mặc gia thú, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nam tử mặc gia thú lắc đầu, nói. Thần giai thì có lẽ có chút thú vị, chứ tiên giai thì quá yếu. Nói xong, cơ thể nó thoáng di chuyển và lập tức đi tới trước mặt Trương Thanh hoảng hốt muốn chạy trốn. Mà lúc này, nam tử mặc gia thú đột nhiên chợt mở miệng ra, sau đó trực tiếp cắn ở trên đầu của Trương Thanh. Tiếp theo, nam tử mặc gia thú bắt đầu ăn ở ngay trước mắt mọi người. Không bao lâu, Trương Thanh đã bị ăn sống rồi. Ăn sống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đứng trên tường thành cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn nam tử mặc gia thú. Đầu lưỡi của nam tử mặc gia thú liếm một vòng, cuốn hết những thịt vụn dính trên khóe miệng vào trong miệng, sau đó tham lam mút một cái, nói. Mùi nhân loại vẫn ngon như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên tường thành Vân Hải Thành, nói. Thượng quan Vân Hải, người được xưng một trong năm thiên tài lớn của thế giới nhân loại. Sao ngay cả dũng khí xuất hiện đánh một trận cũng không có vậy? Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong Vân Hải Thành. Tiếp theo, một đường cầu vồng đột nhiên phóng lên cao, cắt qua phía chân trời, cuối cùng rơi vào cửa thành Vân Hải Thành. Cầu vồng tản đi, một người thanh niên mặc áo bào màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử mặc trường bào màu trắng tinh không dính một hạt bụi nhỏ. Mái tóc đen như mực tung bay, hai hàng lông mày như đao, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng mím lại lộ vẻ cương quyết. Thượng quan Vân Hải. Trên tường thành, tiếng vô số người hoan hô vang dội. Năm thiên tài lớn đã khắc sâu vào lòng người. Có thể nói năm thiên tài lớn chính là thần tượng trong lòng tất cả thanh niên Thanh Châu. Lúc này, sau khi nhìn thấy Thượng quan Vân Hải ra ngoài, vô số người xôn xao. Đặc biệt là học sinh của Thư viện Vân Hải. Giờ phút này, máu trong toàn thân bọn họ đều thiêu đốt, mỗi một đều điên cuồng kêu lên. Ngay cả đám người Phong Vũ Triều của ngoại viện cũng không nhịn được kích động, bởi vì Thượng quan Vân Hải này cũng là đối tượng bọn họ sùng bái. Thượng quan Vân Hải đặt một tay ra sau lưng, nhìn nam tử mặc gia thú và nói. Chơi đùa lâu như vậy, cuối cùng yêu tộc cũng muốn tới chơi thật sao? Cũng tốt, giải quyết xong các ngươi, ta vừa lúc cũng chuyên tâm tu luyện. Mấy tháng sau đánh với Lâu Thiên Tiêu một trận. Dứt lời, Thượng quan Vân Hải đột nhiên giơ tay phải lên, trong phút chốc, một bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện ở phía chân trời, bàn tay kia nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía nam tử mặc gia thú bên dưới. Uy lực của trời đất. Một quyền lại xuất hiện uy lực của trời đất. Trên không trung của Vân Hải Thành, vô số người kinh ngạc xôi trào. Nam tử mặc gia thú cười khẽ nhưng vẫn không tránh không né. Mặc cho quyền lớn đánh vào trên người hắn. Âm. Một tiếng động lớn vang lên, nam tử mặc gia thú lông không hề bị tổn hại, mà một đòn của Thượng quan Vân Hải đã nổ tung ra trong ánh mắt mọi người lập tức hóa thành hư vô. Tất cả mọi người hóa đá. Thượng quan Vân Hải nheo mắt lại, trong đôi mắt xuất hiện một sự nghiêm trọng. Nam tử mặc gia thú vỗ nhẹ vào mảnh vụn năng lượng trên tấm gia thú lờ tê rên người mình, nói. So với Thiên Tiêu huynh. Ngươi sai hơn quá nhiều. Không, phải nói rằng ngươi căn bản không tư cách nổi danh cùng hắn. Ngươi đã giao đấu cùng Lâu Thiên Tiêu sao? Thượng quan Vân Hải trầm giọng hỏi. Nam tử mặc gia thú nói. Mấy năm trước, ca ta với đám người Thiên Tiêu huynh đã đi tới Trung Thổ Thần Châu rèn luyện. Ngươi biết không, khi thấy được thế giới bên ngoài, ngươi mới sẽ phát hiện năm thiên tài lớn cùng năm tiểu yêu vương lớn được Thanh Châu chúng ta tự phong nực cười tới mức nào. Giờ phút bước vào Trung Thổ Thần Châu, chúng ta lại không được xem mình là thiên tài được nữa. Mấy năm sau, chúng ta vẫn như vậy.
mà các ngươi, lúc này còn lấy làm đắc chí với danh hiệu năm thiên tài lớn. Buồn cười, cũng có thể bi thương. Vẻ mặt Thượng quan Vân Hải hơi trầm xuống, nói. Không trách được mấy năm qua, ở Thanh Châu này không có tin tức gì liên quan tới hắn, hóa ra các ngươi đã đi chung thổ thần châu trước. Cũng khó trách hắn dám ngông cuồng đưa ra lời khiêu chiến tất cả thiên tài Thanh Châu. Đó không phải là lời nói ngông cuồng. Nam tử mặc gia thú nói. Ở Thanh Châu này, dưới thánh giả quả thật đã không có người nào là đối thủ của hắn nữa. Lục Uyển Nhi không làm được, Thanh Đạo Phu cũng không làm được, Hư Vô Thần cũng không làm được, Thượng quan Vân Hải ngươi càng không làm được. Tới đây, cho ta xem thử các ngươi đi chung thổ thần châu, cuối cùng đã mạnh đến trình độ nào mà làm cho ngươi tự tin như vậy. Thượng quan Vân Hải vừa dứt lời, cả người hóa thành một đường cầu vồng bắn ra. Mà cùng lúc này, nam tử mặc gia thú này đã hóa thành một ánh lửa lập tức biến mất. Ầm ầm ầm. Phía chân trời, một đường cầu vồng cùng ánh lửa va chạm vào nhau. Tiếp theo, rất nhiều tiếng nổ không ngừng vang vọng ở phía chân trời. Trời đất mù mịt, mặt trời, mặt trăng không còn ánh sáng. Hai người chiến đấu phát ra năng lượng đã trực tiếp che lấp cả ánh mặt trời, phía chân trời đều trở nên u ám. Phía dưới, vô số nhân loại huyền giả vẫn đang không ngừng hoan hô, không ngừng kêu tên Thượng quan Vân Hải. Trên tường thành, viện trưởng cùng đám người Ngọc Vô Song đã xuất hiện ở trên tường thành từ lúc nào. Mọi người không phát hiện ra vẻ mặt đám người viện trưởng lúc này rất nghiêm trọng. Cơ thể rất mạnh, ngay cả huyền kỹ tiên giai thượng phẩm cũng không làm gì được. Trên tường thành, Trác giáo viên này nhìn về phía chân trời, đột nhiên khẽ thì thào nói. Cơ thể của người này đã đạt được tình trạng nửa bước thánh giai. Một lão già áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên trầm giọng nói. Vân Hải có nguy cơ. Một lão già thánh giả khác đột nhiên nói một câu. Viện trưởng nhìn phía chân trời kia và nhíu mày, rất lâu sau hắn mới nói. Vân Tiêu Thánh Điện cùng viên vương này quả nhiên rất quyết đoán, vì để cho nhi tử của mình trưởng thành mà không tiếc đưa hắn vào Trung Thổ Thần Châu, quả nhiên rất quyết đoán. Trung Thổ Thần Châu có cường giả nhiều như mây, luôn là cá lớn nuốt cá bé. Thiên phú của bản thân Lâu Thiên Tiêu cùng Tăng Viên cũng không tệ, lại có Vân Tiêu Thánh Điện cùng viên tộc ra sức bồi dưỡng, thực lực của bản thân hắn lại rất mạnh. Mà bây giờ, sau khi bọn họ đi Trung Thổ Thần Châu rèn luyện trở về, bất kể là tâm tính hay tầm mắt của hai người đều có khác biệt rất lớn. Theo hai người cố gắng, thực lực này, đám người Vân Hải, thánh giả mặc áo bào đen khẽ thở dài, nhưng không nói hết. Chúng ta cuối cùng vẫn quá mềm lòng. Viện trưởng lắc đầu, nói. Trước đây vì bảo vệ tốt đám người Vân Hải, bọn họ ra ngoài, chúng ta gần như đều sẽ phái thánh giả đi theo bảo vệ, mà không biết làm như vậy là hại bọn họ. Một con hổ lớn lên trong sự nuôi nhốt và bảo vệ thì làm sao có khả năng trở thành vương giả trong núi rừng được. Từ mấy năm trước khi đám người Lâu Thiên Tiêu bước vào Trung Thổ Thần Châu, đám người Vân Hải thật ra đã thua rồi. Trên bàn cờ này, chúng ta đã thua một chiêu. Vân Hải thua. Trong các thánh giả, không biết có ai đột nhiên nói một câu. Vừa dứt lời. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời. Tiếp theo. Ở trong ánh mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một hố đen che trời. Nhưng rất nhanh, hố đen kia đã bị pháp tắc thiên đạo chữa trị. Một người rơi xuống, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Bóng người đó là Thượng quan Vân Hải. Trên Vân Hải Thành, những người còn đang gào thét tên của Thượng quan Vân Hải chợt ngừng lại. Mọi người giống như hóa đá, ngây người tại chỗ. Từ hôm nay, nhân tộc Thanh Châu cũng chỉ còn lại 4 thiên tài lớn. Ở đó, không biết có ai khẽ nói một câu. Thượng quan Vân Hải thất bại rồi sao? Thượng quan Vân Hải lại thất bại như thế sao? Trên tường thành, vô số nhân loại huyền giả hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, đặc biệt là những học sinh của Thư viện Vân Hải. Ở trong lòng bọn họ, Thượng quan Vân Hải chính là tín ngưỡng. Theo bọn họ, nam tử mặc gia thú này căn bản không có khả năng là đối thủ của Thượng quan Vân Hải. Nhưng sự thật là Thượng quan Vân Hải lại thất bại trong không đến nửa canh giờ. Không thể nghi ngờ Thượng quan Vân Hải thất bại, rất nhiều học sinh của Thư viện Vân Hải cảm giác giống như tín ngưỡng sụp đổ. Nam tử mặc gia thú chậm rãi đi về phía Thượng quan Vân Hải ở dưới tường thành, nói. Nếu như là năm đó, chúng ta chưa chắc có thể phân thắng bại. Mà bây giờ, ta đã không phải là ta năm đó. Nhưng người vẫn là người năm đó. Khụ.
Trong miệng Thượng quan Vân Hải phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn nam tử mặc gia thú đang chậm rãi đi tới. Trong mắt hắn dại rơ la, hắn từng nghĩ mình sẽ bại, nhưng đó là ở trung thổ thần châu. Ở Thanh Châu này, hắn tự tin không có bất kỳ người nào dưới cảnh giới thánh giả có thể xê đánh bại hắn. Mà trong giờ phút này, hắn lại thua trong tay của đối thủ cùng cấp với mình. Hơn nữa còn là thua triệt để như thế. Lúc này, Thượng quan Vân Hải hiện ra một sự mê man. Tiền bối, người không ra tay sao? Trên tường thành, Ngọc Vô Song nhìn nam tử mặc gia thú đang đi về phía Thượng quan Vân Hải, nàng quay đầu lại nhìn về phía viện trưởng bên cạnh, hỏi. Vẻ mặt đám người viện trưởng biến đổi, rất lâu sau, viện trưởng khẽ lắc đầu, trong mắt lộ vẻ cay đắng, nói. Nếu chúng ta ra tay thì đối phương cũng sẽ ra tay. Cho nên, lại nhìn hắn chết như vậy sao? Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Khóe mắt của đám người viện trưởng khẽ giật, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, nam tử mặc gia thú đã đi tới trước mặt Thượng quan Vân Hải. Hắn liếc nhìn Thượng quan Vân Hải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên tường thành, nói. Đây là thiên tài của Thư viện Vân Hải các ngươi, thật sự quá yếu. Dứt lời, tay phải của nam tử mặc gia thú nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía Thượng quan Vân Hải. Nhưng khi nắm đấm của hắn sắp đánh vào trên đầu Thượng quan Vân Hải, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Khóe miệng nam tử mặc gia thú cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người viện trưởng. Thế nào, các ngươi vẫn không nhịn được, muốn ra tay à? Thương Vân Tịch, viện trưởng ngươi đúng là mất mặt, tiểu bối chiến đấu với nhau, ngươi cũng muốn nhúng tay, đúng là càng sống càng tụt lùi. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, lực lượng ngăn cản nam tử mặc gia thú kia lập tức biến mất. Thiên Lang Vương. Thương Vân Tịch ngẩng đầu nhìn về phía chân trời với vẻ mặt thâm trầm. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng của Thượng quan Vân Hải. Ha ha, Bách ngồi đáy giếng, dậm chân tại chỗ, dương dương tự đắc, không nghĩ tới Thượng quan Vân Hải ta cũng sẽ phạm phải những sai lầm này. Đáng buồn, thật đáng buồn. Theo giọng nói Thượng quan Vân Hải vang lên, bụng hắn đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, từng khí tức cuồng bạo không ổn định lập tức tràn ra khỏi trong cơ thể hắn, ép cho nam tử mặc gia thú này phải lùi về phía sau mấy bước. Tự nổ. Tất cả mọi người nhận thấy được ý định của Thượng quan Vân Hải. Mí mắt của nam tử mặc gia thú khẽ giật, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, nhưng tuyệt đối không lùi bước. Viện trưởng, công ơn nuôi dưỡng của ngươi, Thượng quan Vân Hải chỉ có thể báo đáp vào kiếp sau. Theo giọng nói Thượng quan Vân Hải vừa dứt lời, cơ thể hắn nổ mạnh, một năng lượng cường đại hủy trời diệt đất lập tức tràn về phía nam tử mặc gia thú kia. Vân Hải. Khóe mắt của Thương Vân Tịch như muốn nứt ra. Vào giây phút Thượng quan Vân Hải muốn tự nổ, hắn đã ra tay ngăn cản. Nhưng hắn vừa ra tay lại bị Thiên Lang Vương ngăn chặn. Không chỉ hắn, ngay cả năm thánh giả bên cạnh ra tay cũng bị thánh giả của đối phương ngăn chặn. Dưới thành, Thượng quan Vân Hải tự nổ sinh ra năng lượng rất khủng khiếp, hơn nữa dưới sự khống chế cố ý của hắn trước khi lâm chung, năng lượng tự nổ kia tuyệt đối không khuếch tán về bốn phía xung quanh, mà lao vọt về phía nam tử mặc gia thú. Những năng lượng này hình thành một năng lượng gió bão cuốn qua, không gian cũng bị nghiền nát hủy diệt. Nhưng sắc mặt của nam tử mặc gia thú này không đổi, hai tay nắm chặt thành quyền và đánh một cái phía trước. Hai tay đánh ra, hai quyền ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra và giống như vụ nổ mạnh, trực tiếp làm cho không gian nơi quyền ấn đi qua bị vỡ nát. Hai quyền ấn cùng năng lượng gió bão va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn rung trời, không gian gần nghìn trượng xung quanh hai người hoàn toàn nghiền nát ra, một hố đen tối tăm gần nghìn trượng xuất hiện ở dưới thành Vân Hải Thành. Nhưng chẳng bao lâu, hố đen kia đã khép lại. Vô số người cảm thấy kinh hãi. Vào giờ phút này, mọi người mới phát hiện thực lực của nam tử mặc gia thú trước mắt này khủng khiếp như vậy. Vân Hải. Hai mắt Thương Vân Tịch khép hờ, một năng lượng đáng sợ không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn, làm cho không gian xung quanh hắn không ngừng biến mất. Trên tường thành, tất cả mọi người im lặng. Thượng quan Vân Hải đã từng là một trong năm thiên tài lớn chói mắt của Thanh Châu lại chết như vậy, còn là tự nổ mà chết. Không thể không nói, điều này làm cho rất nhiều người không có cách nào tiếp nhận được sự thật này, đặc biệt những học sinh của Thư viện Vân Hải. Thượng quan Vân Hải chết, điều này có nghĩa là Thanh Châu chỉ còn lại có bốn thiên tài lớn,
Thư viện Vân Hải cũng không thể cho thiên tài ra tay được nữa. Phía dưới thành, nam tử mặc gia thú cười lạnh liếc nhìn đám người trên tường thành, sau đó đi tới trước cửa thành này và đánh ra một quyền. Âm! Cả của thành chấn động mạnh, không chỉ cửa thành, ngay cả tường thành cũng chấn động mạnh trước một đòn này. Trên tường thành, mặt vô số người trắng bệch. Khóe miệng nam tử mặc gia thú cong lên hiện ra một nụ cười lạnh, hắn lại đánh ra một quyền. Ầm! Rất nhanh, dưới tình quyền công kích của nam tử mặc gia thú, cửa lớn cùng tường thành bắt đầu điên cuồng chấn động, dường như trong phút chốc sẽ đổ sụp xuống vậy. Trên tường thành, vẻ mặt Thương Vân Tịch và các thánh giả thâm trầm. Bất kỳ người nào trong bọn họ ra tay đều có thể biến nam tử mặc gia thú thành cặn bã trong giây lát. Nhưng một khi bọn họ ra tay, thánh giả của đối phương sẽ lập tức ngăn cản bọn họ. Cho nên vào giờ phút này bọn họ ra tay cũng không có ý nghĩa gì cả. Đương nhiên, nếu như không phải bọn họ ở đây, Vân Hải Thành sẽ hóa thành đống đổ nát trong giây lát. Tăng cường phòng ngự cho cửa thành. Lúc này, Ngọc Vô Song bỗng nhiên trầm giọng nói. Nghe vậy, lập tức có vô số người đi tới cửa thành, sau đó rót linh khí vào. Cửa thành có trận phòng hộ, chỉ cần có linh khí rót vào, phòng ngự của cửa thành sẽ không ngừng được tăng cường, đồng thời không ngừng chữa trị những phần bị hư hỏng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết điều này chỉ là trị ngọn không phải trị gốc. Bởi vì nếu như không ngăn cản nam tử mặc gia thú bên ngoài, cửa thành này bị phá hỏng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không quá dài. Nam tử mặc gia thú đánh từng quyền vào trên cửa thành, lại giống như đánh vào trái tim của mọi người, làm cho trong lòng mọi căng thẳng giống như dây cung kéo căng vậy. Có thể tưởng tượng được, một khi thành bị phá, nam tử mặc gia thú này cùng trăm vạn kim cương viên tiến vào trong thành sẽ có cảnh tượng thế nào? Gào! Phía xa, những kim cương viên với hình thể cao lớn không ngừng vỗ vào ngực của mình, vang lên từng tiếng động nặng nề. Rõ ràng bọn họ đang động viên tinh thần cho nam tử mặc gia thú. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trên tường thành, Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Một khi thành bị phá, nam tử mặc gia thú này cùng những kim cương viên kia xông vào trong thành sẽ hậu quả không chịu nổi. Ngay cả Vân Hải cũng chết ở trong tay hắn, thư viện Vân Hải ta có ai có thể ngăn cản hắn được? Thương Thanh Ảnh khẽ nói. Mọi người im lặng. Có thể nói Thượng quan Vân Hải là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thư viện Vân Hải, ngay cả hắn cũng thua ở trong tay của nam tử mặc gia thú này, học sinh của Thư viện Vân Hải đi ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Diệp đâu? Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, ánh mắt Thương Thanh Ảnh lập tức sáng lên, nhưng chẳng bao lâu sắc thái trong con mắt của nàng lại mờ đi, nói. Tuy Dương Diệp có thực lực mạnh, nhưng cũng không thể có thể là đối thủ của nam tử mặc gia thú này. Không. Thương Vân Tịch lắc đầu, nói. Các ngươi đều coi thường hắn, thực lực người này biểu hiện ra căn bản không phải là thực lực thật sự của hắn. Gia Gia nói hắn che giấu thực lực sao? Thương Thanh Ảnh có chút kinh ngạc nói. Thương Vân Tịch khẽ gật đầu nói. Người thông minh đều sẽ không để lộ con át chủ bài của mình. Dương Diệp hắn không ngu, tất nhiên sẽ không để lộ con át chủ bài chân chính của mình. Các ngươi có thể không biết. Tổ sư Thanh Đạo Môn cùng với tổ sư Cổ Kiếm Trai đều đã gặp hắn, tổ sư Thanh Đạo Môn đã không tiếc trả giá lớn để lôi kéo Dương Diệp, hóa giải ân oán giữa hắn cùng Thanh Đạo Môn, càng ra tử lệnh, bất kỳ kẻ nào trong Thanh Đạo Môn cũng không được tìm hắn trả thù. Tổ sư Cổ Kiếm Trai còn vì hắn mà không tiếc tự tổn hại thực lực, mạnh mẽ làm cho thần hồn của mình hạ xuống giới này. Nhân vật như vậy làm sao có thể yếu được? Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, sắc mặt đám người Thương Thanh Ảnh thoáng biến đổi. Các nàng không nghĩ tới, Dương Diệp được tổ sư Thanh Đạo Môn cùng với tổ sư Cổ Kiếm Trai coi trọng như vậy. Phải biết rằng, hai nhân vật này đều là tồn tại vượt qua thánh giả. Ánh mắt của bọn họ cao tới mức nào, nhưng bọn họ lại coi trọng Dương Diệp. Bản thân điều này đã chứng minh Dương Diệp không tầm thường. Thương Vân Tịch nói, đương nhiên, lúc này cảnh giới của Dương Diệp vẫn còn thấp, muốn chiến thắng được tăng viên thì không quá hiện thực. Nhưng nếu như hắn không giữ lại thực lực, muốn ngăn cản tăng viên một canh giờ thì vẫn không có vấn đề gì. Chỉ cần thời gian một canh giờ, Lục Uyển Nhi và Thanh Đạo Phu của Cổ Kiếm Trai chắc hẳn sẽ chạy tới đây. Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, khóe miệng Trác giáo viên khẽ giật, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Dương Diệp đâu? Thương Vân Tịch lại nói. Vì sao ở bên trong Vân Hải Thành này không có khí tức của hắn? Hắn đi rồi.
Thánh giả mặc áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên nói. Đi rồi. Thương Vân Tịch nhíu mày, nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thánh giả mặc áo bào đen liếc nhìn Trác giáo viên, khẽ thở dài nói ra chuyện lúc trước. Rất lâu sau, Thương Vân Tịch lắc đầu và nói. Lão Trác, ngươi làm chuyện này đúng là hồ đồ rồi. Ôi, ngươi cũng không phải không biết tính tình của tiểu tử này, bây giờ chúng ta muốn hắn trở về. Thôi đi, ta vẫn nên đi tìm Thiên Lang Vương liều mạng vậy. Nói xong, cơ thể hắn trực tiếp tiến vào không trung, chẳng bao lâu, trong không trung lại truyền đến từng tiếng nổ lớn. Trác giáo viên. Trong lúc tăng viên công kích của thành, mãng tộc cùng Thiên Lang tộc cũng bắt đầu tấn công. Lúc này, ba mặt Vân Hải thành đều có địch. Ở dưới sự an bài của Ngọc Vô Song, Trần Đông của Cổ Kiếm Trai dẫn theo đệ tử của Cổ Kiếm Trai cùng một phần huyền giả trong thành giữ của thành phía Bắc, thành đạo môn giữ của thành phía Tây, thư viện Vân Hải cùng người của Vân Hải thành lại giữ của chính, trực tiếp đối mặt với Kim Cương Viên tộc. Ngọc Vô Song tuyệt đối không buông tha cửa phía Đông. Nàng rút ra một phần cường giả của Cố Kiếm Trai, thanh đạo môn cùng với thư viện Vân Hải trấn giữ ở cửa phía đông. Tại cửa chính của Vân Hải thành. Ầm ầm. Ở dưới sự công kích điên cuồng của tăng viên, của thành và tường thành không ngừng chấn động mạnh. Đám người Ngọc Vô Song tất nhiên sẽ không mặc cho tăng viên điên cuồng tấn công của thành như vậy. Trên tường thành, rất nhiều cường giả thi triển huyền kỳ mạnh mẽ của mình đánh về phía tăng viên. Nhưng mọi người tuyệt vọng. Bởi vì cho dù là huyền kỹ tiên giai cũng không có tác dụng gì với tăng viên. Về phần những huyền kỹ dưới tiên giai thì căn bản là đang gãi ngứa cho hắn. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trên tường thành, không chỉ có những người Vân Hải thành lộ vẻ tuyệt vọng, ngay cả một vài học sinh của thư viện Vân Hải cũng vậy. Sợ hãi. Sâu trong lòng mọi người đã dâng lên sự sợ hãi đối với nam tử mặc gia thú này. Ai có thể ngăn cản hắn? Ngay cả học trưởng Vân Hải cũng chết ở tay hắn, ai có thể ngăn cản? Không ai, không ai. Chúng ta căn bản không có cách nào chiến thắng được người này, nếu như thành bị phá, chúng ta chỉ có thể bị tàn sát. Không thể ở lại đây lâu được nữa. Trốn sao, ngươi nên thu hồi lại ý tưởng này đi. Xung quanh Vân Hải thành đều toàn núi, bị Thiên Lang sơn mạch vây quanh. Bây giờ hai bên lại là ngươi chết ta sống, bầy sói rất căm hận nhân loại chúng ta. Chỉ cần ngươi ra khỏi thành này, để bọn chúng ngửi được mùi của ngươi thì ta bảo đảm sẽ lập tức có ngàn vạn con sói đuổi theo ngươi. Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Nam tử mặc gia thú này có phòng ngự quá nghịch thiên, căn bản tương đương với miễn dịch trước sự tấn công của chúng ta. Chúng ta có thể làm thế nào? Một khi thành bị phá, chúng ta ngoại trừ ngồi chờ chết thì còn có thể làm thế nào? Không đến mức như vậy, các ngươi quên một người rồi sao? Ai? Diệp giáo viên. Trên tường thành đột nhiên im lặng như tờ. Rất nhanh, có người mở miệng. Thực lực của Diệp giáo viên không tệ, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với học trưởng Vân Hải chứ. Ngay cả học trưởng Vân Hải cũng không phải là đối thủ của nam tử mặc gia thú này, hắn tới thì không phải là chịu chết sao? Ai nói Diệp giáo viên không bằng thượng quan Vân Hải? Là Diệp giáo viên nói, hay là thượng quan Vân Hải nói? Còn nữa, người đã tận mắt nhìn thấy được hai người bọn họ đánh nhau chưa? Chuyện này. Các ngươi suy nghĩ xem, Diệp giáo viên trẻ tuổi như vậy lại làm tới giáo viên của thư viện, nếu như hắn kém cỏi, viện trưởng sẽ để hắn làm giáo viên sao? Hơn nữa, ta cảm thấy Diệp giáo viên chắc chắn còn che giấu thực lực của mình, có lẽ hắn thật ra đã sớm là bán thánh cao cấp, chẳng qua giấu đi, không cho chúng ta biết mà thôi. Ta cũng cảm thấy Diệp giáo viên có lai lịch thần bí. Thực lực càng thần bí hơn, nhiều lần đều giết đối thủ mà thần không biết quỷ không hay, hắn nhất định có con át chủ bài lớn nào đó không muốn người khác biết. Hoặc là cho tới nay, hắn căn bản vẫn che giấu thực lực của mình. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ thật ra bản thân Diệp giáo viên chính là bán thánh cao cấp, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà che giấu thực lực thật sự của mình. Theo ta thấy, nếu như Diệp giáo viên phát huy thực lực chân chính thì căn bản không kém hơn đám người thượng quan Vân Hải. Có lý, Diệp giáo viên lấy thực lực của cảnh giới hoàng giả lại chém giết vài bán thánh cao cấp, nếu như hắn phát huy ra thực lực chân chính, vậy sẽ kinh khủng tới mức nào? Ngay cả thánh giả cũng có sức đánh một trận. Rất nhanh, không biết thế nào trên tường thành lại truyền đi những lời này. Càng truyền Dương Diệp bị trở nên thần thánh, cuối cùng thậm chí còn có người nói Dương Diệp đã giao đấu cùng thánh giả. Bọn họ điên rồi sao?
Thương Thanh Ảnh nhìn những người kia càng lúc càng hưng phấn, cảm thấy không hiểu nói. Ngọc Vô Song nói, Thượng quan Vân Hải thất bại đã làm cho hy vọng trong lòng mọi người hoàn toàn tan biến, cũng làm cho trong lòng bọn họ không có người nào để gửi gắm hy vọng. Giờ phút này, bọn họ tại giống như người chết đuối, Dương Diệp chính là một cọng rơm cứu mạng. Lúc này, bọn họ nắm được cọng rơm này, cho dù trong từng biết khả năng này chỉ là một cọng rơm, nhưng bọn họ vẫn sẽ ảo tưởng đây là một chiếc thuyền. Đáng buồn. Thương Thanh Ảnh khẽ nói. Ngọc Vô Song cười lạnh, nói. Đừng nói bọn họ, chúng ta làm sao không phải như vậy chứ? Thương giáo viên, nàng đừng nói với ta, trong lòng ngươi không gửi gắm hy vọng ở trên người của Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.